TSS Channel. Chương 2231, Lăng Tiêu xuất quan. Ngoài Ngũ Hành Thiên, vô tận hỗn độn loạn lưu bên trong, có một cỗ cổ xưa hoàng kim chiến xa, mặt trên có rất nhiều cổ xưa phù văn, toàn thân kim hà sáng chói, tản ra cổ xưa mà thần bí khí tức dao động. Trước chiến xa hoàng kim, có một con cự long màu vàng cùng một đầu phượng hoàng kéo xe màu vàng, cự long cùng phượng hoàng toàn thân giống như hoàng kim đúc, thoạt nhìn trông rất sống động, tản ra uy áp cường đại, làm cho người ta không dám tới gần. Nhưng cự long cùng phượng hoàng cũng không phải vật sống, mà là khôi lỗi pháp bảo, cùng hoàng kim chiến xa cùng là một thể, để cỗ chiến xa này lộ ra càng thêm thần bí khó lường. Ở phía sau hoàng kim chiến xa, đứng đông đảo cường giả, một đám ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập chiến ý cường đại, nhưng khi nhìn về phía hoàng kim chiến xa, lại tràn ngập vẻ kính sợ. Chiếc chiến xa này chính là Thiên Đế chiến xa, người ngồi phía trên chính là Thiên Tử. Mà ở Thiên Đế chiến xa phía trước, thì có một mảnh cực lớn màn sáng, mặt trên chính biểu hiện ra trong Ngũ Hành Thiên, Triệu Nhật Thiên đám người cùng ma tộc đại chiến cảnh tượng. Gì, đó là Long Ngạo Thiên xuất quan sao? Có người khèo một tiếng, thấy được thân ảnh đi ra từ trong biển máu. Khí tức của Long Ngạo Thiên khiến người ta không nắm bắt được, hắn hiện tại rốt cuộc là cảnh giới gì? Bất quá vô luận hắn là cảnh giới gì, nhưng muốn bằng vào sức một mình chống lại Nguyên Thủy Đế Tử cùng Bất Tử Đế Tử, đều là một chuyện rất khó. Long Ngạo Thiên truyền thuyết chính là chém huyết ngục đế tử, nếu là Triệu Nhật Thiên kia lại một lần nữa thi triển trời xanh ánh sáng, cùng Long Ngạo Thiên phối hợp lại, không khỏi không thể cùng ma tộc một trận chiến. Đánh càng kịch liệt càng tốt, chờ bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta lại đi ra ngoài thu thập tàn cục, đem bọn họ tất cả đều làm thịt. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi nói, trong con người tràn đầy vẻ cười lạnh. Khởi bẩm Thiên Tử đại nhân, Vô Cực Thánh Tử không thức thời, cự tuyệt ngài mời chào. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang từ xa bay tới, hóa thành một người mặc ngũ sắc đạo bào người trẻ tuổi, sau đó cung kính hướng về Thiên Đế chiến xa quỳ một gối nói. Người này chính là Nguyên Thần Thánh Tử của Ngũ Hành Thiên Tông. Mỗi người đều có chí riêng, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, lần sau gặp lại, lấy hỗn độn thánh thể của hắn là được. Một đạo thanh âm lạnh nhạt mà mờ mịt từ trong Thiên Đế chiến xa vang lên. Vâng, Thiên Tử đại nhân, truyền thuyết Long Ngạo Thiên chiếm được truyền thừa của huyết ma đế quân, xem ra là thật. Chờ đến lúc bọn họ lưỡng bại câu thương, chính là lúc chúng ta ra tay. Nguyên Thần Thánh Tử ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy trong màn sáng Lăng Tiêu từ trong biển máu đi ra, trong con ngươi không khỏi lộ ra một tia hàn mang nói. Bất quá ta đối với Long Ngạo Thiên này cảm thấy rất hứng thú, những người khác có thể giết không tha, Long Ngạo Thiên ta muốn sống. Thiên Tử thản nhiên nói. Vâng. Nguyên Thần Thánh Tử không người lĩnh mệnh nói. Lăng Tiêu từ trong biển máu cất bước ra, khí tức quanh thân tinh khiết vô cùng, ánh mắt trong suốt mà thuần túy, cả người đều tản ra một loại khí tức đạo pháp tự nhiên. Lăng Tiêu, tiểu tử ngươi rốt cục xuất quan. Nơi đây không phải là nơi ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Lão Sơn Dương vừa mừng vừa sợ nói. Giao cho ta đi. Bắt đầu từ hôm nay, ma tộc phải diệt. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, thanh âm vô cùng bình tĩnh, có một loại lực lượng vô cùng chắc chắn, phảng phất là đang trần thuật sự thật nào đó. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là cười khổ một tiếng nói, nhìn ra Lăng Tiêu trong ánh mắt kiên trì, trong lòng cũng là thả lòng một ít. Bất kể như thế nào, sau khi Lăng Tiêu xuất quan, bọn họ cuối cùng cũng có thêm người tâm phúc. Long Ngạo Thiên, cho dù là ngươi xuất quan cũng không thay đổi được kết quả gì, hôm nay các ngươi đều phải chết. Ánh mắt Nguyên Thủy Đế Tử phát lạnh, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Trận chiến lần trước ngươi không đánh mà chạy, hôm nay những phế vật này chính là chỗ dựa của ngươi sao? Lăng Tiêu bình tĩnh nói, cả người càng ngày càng mờ mịt mà xuất trần, phảng phất hóa thân thành thiên đạo một bộ phận. Hắn cứ như vậy đứng ở đông đảo ma tộc cường giả đối diện, khí tức quanh thân mềm mại như nước, nhưng lại giống như là biển rộng mênh mông sâu không lường được, cùng đông đảo ma tộc cường giả chống lại, dĩ nhiên không chút nào rơi vào hạ phong, để cho mọi người có một loại ảo giác cân sức ngang tài. Muốn khiêu chiến Nguyên Thủy Đế Tử đại nhân, người còn chưa đủ tư cách. Long Ngạo Thiên, ta tới chiến ngươi. Nguyên Thủy Đế Tử còn chưa nói gì, đã có một thiên kiêu ma tộc cả người bao phủ trong giáp trụ màu đen đứng ra, khí tức quanh thân bốc lên, tràn ngập lực lượng dao động tà ác mà cổ xưa. Hắc Quân, ngươi cẩn thận một chút. Nguyên Thủy Đế Tử hài lòng gật đầu nói. Hắn trời sinh tính tàn nhẫn giảo hoạt, lại cẩn thận, tại không có sờ đến Lăng Tiêu lai lịch trước đó không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nếu không một khi bại ở Lăng Tiêu trong tay, kia Nguyên Thủy Đế Tử uy nghiêm sẽ tổn hại lớn. Hiện giờ, có người nguyện ý thay hắn ra tay, chính hợp ý hắn. Hắc Quân chính là thiên kiêu của Hắc Thiên ma tộc, một thân tu vi đã đạt tới Đạp Thiên tam cảnh, đánh vỡ một lần cực hạn, thực lực cường đại vô cùng, dùng để thăm dò chiến lực của Lăng Tiêu là thích hợp. Nguyên Thủy Đế Tử đại nhân yên tâm, ta tới chém hắn cho ngươi. Hắc Quân nhe răng cười một tiếng nói, ma quang quanh thân phun trào, cầm lên một thanh ma đao màu đen, ngang trời chém tới Lăng Tiêu. thân hình của hắn vô cùng cao lớn, ước chừng cao mấy chục trượng, cả người tràn ngập lực lượng bùng nổ, ma đao khổng lồ trong tay, phảng phất có thể phá vỡ bầu trời này. Ầm ầm, ma đao khổng lồ hoành không mà đến, ma quang ngập trời mãnh liệt bốc lên, phảng phất ở trong hư không hình thành một mảnh vực sâu, muốn đem Lăng Tiêu triệt để thôn phệ. Các ngươi nói Hắc Quân có thể chống đỡ được mấy chiêu dưới tay Long Ngạo Thiên? Nghe nói Long Ngạo Thiên này là một nhân vật lợi hại, ngay cả huyết ngục đế tử cũng chết trong tay hắn. Khó mà nói. Ta cảm giác ít nhất chống đỡ 3 chiêu hẳn là không thành vấn đề chứ. Hắn tuy rằng chỉ đánh vỡ một lần cực hạn, nhưng Hắc Thiên Ma Thần Đao uy lực vô cùng, coi như là đánh vỡ 2 lần cực hạn người đều rất khó chống lại. Ta đoán 20 chiêu. Đông đảo ma tộc cường giả đều là nhao nhao nói, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong, bọn họ tuy rằng đều biết Hắc Quân chỉ sợ không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, rất có thể sẽ bại, nhưng cũng hy vọng thông qua trận chiến này có thể nhìn ra hư thực của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Hắc Quân, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, hắn trong suốt như ngọc ngón tay nắm thành quyền, sau đó một cái thẳng quyền đánh ra, vô cùng đơn giản, phảng phất không có bất kỳ lực lượng dao động. Bùm! Quyền ấn Lăng Tiêu nhẹ nhàng nghênh đón không trung mà đến, cùng một đạo đao cương cực lớn trên hư không va chạm cùng một chỗ, trong phút chốc hư không lặng lẽ chôn vùi ra, một cỗ sóng âm kỳ dị từ trên nắm tay Lăng Tiêu lan tràn mà đến, hướng Hắc Thiên Ma Thần Đao lan tràn. Đao mang thật lớn lặng lẽ vỡ nát, sau đó là ma đao thật lớn trong tay Hắc Quân cũng vỡ nát ra. Cái gì? Hắc Quân cả người chấn động mạnh, vong hồn đại bốc, chỉ cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng đánh úp lại, hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn cực nhanh lui về phía sau. Ngươi, quá yếu. Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn, sau đó Hắc Quân liền nhìn thấy một đạo quyền ấn nghênh diện mà đến, thoạt nhìn không có bất kỳ khí thế, nhưng có một loại vĩnh hằng bất hủ dao động, trực tiếp oanh ở trên ngực của hắn. Bùm! Hắc Quân cả người ầm ầm nổ tung, thân thể của hắn, nguyên thần của hắn tất cả vào giờ khắc này hóa thành bột mịn, phảng phất căn bản không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản lực lượng của một quyền này, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Nhìn thấy Hắc Quân thậm chí ngay cả Lăng Tiêu một quyền đều chống đỡ không được, Nguyên Thủy Đế Tử không khỏi ánh mắt co rụt lại, thân sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Tuy rằng hắn cũng có nắm chắc dưới một kích đánh chết Hắc Quân, nhưng tuyệt đối không có khả năng cử trọng nhược khinh như Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ở trong lòng của hắn trong nháy mắt liền trở nên vô cùng nguy hiểm. Đông đảo cường giả ma tộc cũng đều sợ ngây người. Lăng Tiêu xuất thủ thoạt nhìn nhẹ nhàng, không có chút nào khói lửa khí tức, nhưng trong khoảnh khắc liền để cho Hắc Quân tan thành mây khói, để cho tất cả mọi người là vô cùng khiếp sợ. Cái gọi là ma tộc, chính là con kiến nhỏ yếu như vậy sao? Thật sự là không thú vị à? Nguyên Thủy Đế Tử, không cần để cho nhiều người như vậy đến chịu chết, ngươi tiếp ta một quyền. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong thanh âm mang theo vài phần linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt thở dài. Hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt lại đánh tới Nguyên Thủy Đế Tử. Ong! Hư không khẽ rung động, Lăng Tiêu lúc này đây xuất thủ càng là phiêu hốt bất định, một quyền nhẹ nhàng, tràn ngập hỗn độn khí, như là lực lượng cực âm cực nhu, phảng phất đầy trời đều là quyền ấn của Lăng Tiêu, từ 4 phương 8 hướng Nguyên Thủy Đế Tử trấn áp xuống. Người muốn chiến, vậy thì chiến. Trong con người Nguyên Thủy Đế Tử lộ ra một tia tức giận, lời nói của Lăng Tiêu cũng là kích phát tâm huyết cùng sát ý trong lòng hắn, quanh thân Nguyên Thủy Ma Diễm bao phủ, ma quang tà ác mà quỷ dị, làm cho hắn thoạt nhìn càng ngày càng dữ tợn đáng sợ. Bùm! Hắn nghênh đón quyền ấn của Lăng Tiêu tung trời mà đến, Nguyên Thủy Ma Diễm bao phủ ở trên quyền ấn của hắn, hỏa diễm mãnh liệt phảng phất có thể đốt cháy bầu trời, ầm ầm lập tức hướng Lăng Tiêu oanh tới. Nguyên Thủy Ma Diễm chính là vô thượng đế hỏa, tuy rằng Nguyên Thủy Đế Tử còn không thể bộc phát ra lực lượng chân chính, nhưng cũng đã đủ kinh khủng, hư không 4 phía đều vặn vẹo, Lăng Tiêu kia từng đạo quyền ấn đều là nhanh chóng chôn vùi. Cuối cùng, trong hư không 2 quyền va chạm cùng một chỗ, trong phút chốc kích phát ra thần quang phong bạo khủng bố vô cùng, hư không cũng ầm ầm lập tức vỡ nát ra, hỗn độn loạn lưu vô tận mãnh liệt mênh mông. Thần sắc Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh, cùng Nguyên Thủy Đế Tử đối diện, ánh mắt trong suốt mà sáng ngời. Mà Nguyên Thủy Đế Tử lại không khỏi biến sắc, hắn cảm giác được trên nắm tay Lăng Tiêu, dĩ nhiên truyền ra lực lượng một tầng lại một tầng, mỗi một tầng đều càng phát ra khủng bố, dĩ nhiên giống như là ở trong nháy mắt chồng lên lực lượng gấp 100 lần, để cho hắn cảm giác được cánh tay chấn động mạnh, trong nháy mắt liền chết lặng, cả người như lọt vào trong sương mù bay lên, bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay. Mà Lăng Tiêu vẫn đứng ở trong hư không, bạch y thắng tuyết, chân trần mà đứng, thoạt nhìn tiêu sái mà lạnh nhạt, giơ tay nhấc chân đều toát ra ý xuất trần vô tận. Bùm! Nguyên Thủy Đế Tử bay ngang mấy trăm trượng, khí huyết quanh thân cuồn cuộn, mới thật vất vả dừng lại thân hình, nhưng sắc mặt cũng đã khó nhìn tới cực điểm, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin được. Phải biết rằng, trước đó không lâu hắn cùng Lăng Tiêu gặp nhau, tuy rằng cũng không có chân chính chiến lên, nhưng hắn lại có thể cảm giác được khi đó Lăng Tiêu cũng không tính là quá mạnh mẽ, hắn còn có nắm chắc chiến thắng. Mà hiện tại, hắn thậm chí ngay cả Lăng Tiêu một quyền đều tiếp không được, cái này đối với hắn mà nói quả thực chính là không thể chịu đựng sỉ nhục. Cái gì? Ta không có hoa mắt chứ? Nguyên Thủy Đế Tử đại nhân lại bị Long Ngạo Thiên một quyền đánh bay. Xem ra lời đồn không sai, Long Ngạo này thật sự có thực lực đánh chết Huyết Ngục Đế Tử, cũng không phải là may mắn. Nếu là lúc này đây không có cách nào bắt giết Long Ngạo Thiên, chỉ sợ về sau hắn liền thật là rồng vào biển rộng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đông đảo thiên kiêu ma tộc cũng đều bị một màn trước mắt này dọa cho sợ. Nguyên Thủy Đế Tử và Bất Tử Đế Tử ở trong lòng bọn họ, đó chính là tồn tại vô địch, mà hiện tại Nguyên Thủy Đế Tử rất có thể sẽ bại dưới tay Long Ngạo Thiên, điều này làm cho bọn họ căn bản không thể tiếp nhận. Giết! Nguyên Thủy Đế Tử hoàn toàn điên cuồng, ma diễm quanh thân cuồn cuộn, lực lượng cuồng bạo quanh thân hoàn toàn bộc phát, hắn một chưởng hướng Lăng Tiêu đánh tới, chưởng ấn trùng trùng điệp điệp lan tràn mấy vạn dặm, che khuất bầu trời, muốn đem hết thảy đều đập thành bột mịn. Trên đỉnh đầu của hắn, ma quang màu đen bắt đầu khởi động, mơ hồ trong lúc đó có ba đóa đại đạo chi hoa kỳ dị hiện ra, để cho lực lượng Nguyên Thủy Đế Tử tăng lên tới cực hạn. Khí tức kinh khủng phát ra quanh thân hắn, khiến tất cả mọi người xung quanh đều cảm giác được tâm thần rung động, sắc mặt trở nên tái nhợt, không khỏi bắt đầu lui về phía sau. Thần sắc Lăng Tiêu vẫn rất bình tĩnh, đối mặt với Nguyên Thủy Đế Tử cuồng bạo, trong lòng bàn tay hắn huyết quang rực rỡ, trong phút chốc có một đóa hoa sen huyết sắc bay ra, thoạt nhìn trong suốt sáng chói, rực rỡ chói mắt, trong phút chốc bắn tới Nguyên Thủy Đế Tử. Ầm ầm. Trong hoa sen huyết sắc ẩn chứa lực lượng khủng bố hủy thiên diệt địa, ầm ầm thoáng cái va chạm với trường ấn kia, từ trong hoa sen huyết sắc bắn ra từng đạo huyết quang, xuyên thủng trường ấn Nguyên Thủy Đế Tử, hơn nữa lan tràn ra chung quanh. Diệt thế huyết liên. Đây là Lăng Tiêu từ huyết ma đế quân truyền thừa bên trong lấy được một loại vô thượng bí pháp, nghe đồn chính là một loại vô thượng thuật, tu luyện đến cực hạn có diệt thế chi uy, có phong thiên tuyệt địa lực lượng. Răng rắc. Trưởng ấn của Nguyên Thủy Đế Tử ầm ầm vỡ nát, mà một đạo huyết liên diệt thế kia đang bay múa trong hư không, giống như một tia chớp huyết sắc, trong phút chốc rơi vào trên đỉnh đầu Nguyên Thủy Đế Tử, đồng thời rơi xuống từng đạo huyết quang bao phủ hắn, trong nháy mắt giống như là hình thành một viên kén máu. Lăng Tiêu con ngươi chi trung phòng mang trượt lóe, quanh thân khí chất đại biến, nguyên bản mờ mịt xuất trần khí tức biến mất, cả người trở nên cương mãnh bá đạo, giống như một tôn trợn mắt kim cương, tràn ngập bạo phát tính lực lượng. Bùm! Hắn một quyền hướng về Nguyên Thủy Đế Tử đánh tới, quyền ấn tung hoành vô cùng, trùng trùng điệp điệp tựa như một tòa cổ xưa thế giới, có long ngâm kinh tiêu, có hỗn độn bốc lên, có 3000 đại đạo đan sen, có lôi đình tia chớp bốc lên, có vô tận biển máu hiện lên, một quyền này lực lượng khủng bố tới cực điểm, phảng phật không chỗ nào không bao, không chỗ nào không dung. Mà giờ phút này, Nguyên Thủy Đế Tử quanh thân nguyên thủy ma diễm bốc lên, đem chung quanh huyết quang đốt cháy không còn, cả người từ trong kén máu vọt ra. Vừa lúc liền thấy Lăng Tiêu vô cùng bá đạo một quyền oanh tới. Nguyên Thủy Đế Tử sắc mặt biến đổi, cảm giác được một quyền này ẩn chứa lực lượng quá mức bá đạo, để cho hắn thế nhưng đều có một loại không cách nào chống lại cảm giác, hắn trong nháy mắt hai tay đẩy ngang ra, nguyên thủy ma diễm bốc lên, muốn ngăn trở Lăng Tiêu một quyền này. Bùm! Hư không chấn động kịch liệt, hai tay Nguyên Thủy Đế Tử không ngờ ầm ầm chấn động, phát ra tiếng vang thanh thúy, từng tấc gãy ra, sau đó ầm ầm lập tức hóa thành bột mịn. Trong hư không ma quang cuồn cuộn, hai tay Nguyên Thủy Đế Tử bị Lăng Tiêu một quyền oanh thành nát bấy, cả người đều không thể thừa nhận cỗ lực lượng khủng bố kia, ầm ầm lập tức bay ngược trở về. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc khó tin, sắc mặt vô cùng khó coi, căn bản không nghĩ tới một quyền kia của Lăng Tiêu lại kinh khủng bá đạo như thế. Mặc dù hắn nhanh chóng dừng lại thân hình, hơn nữa hai tay có ma quang màu đen bắt đầu khởi động, máu thịt nhanh chóng tái sinh, đến cảnh giới này của hắn đã tiếp cận bất tử chi thân vô hạn, không phải gặp phải thương tổn chí mạng là có thể nhanh chóng khỏi hẳn, cho nên một đôi cánh tay của hắn rất nhanh liền mọc ra, nhưng đối với hắn mà nói vẫn là vô cùng nhục nhã. Long Ngạo Thiên, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta rồi. Nguyên Thủy Đế Tử lạnh giọng nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý mãnh liệt. Hắn thân là con nối dõi Nguyên Thủy Ma Đế, chảy xuôi máu vô thượng đế, ở trong ma giới chính là tồn tại cao cao tại thượng, ngoại trừ vài vị đế tử có thể sánh vai với hắn. Cho dù là thiên kiêu tuyệt thế của ma giới, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần trước mặt hắn. Hôm nay, ở Lăng Tiêu trong tay gặp áp chế, kích phát hắn trong lòng vô hạn sát ý, ầm ầm. Quanh thân Nguyên Thủy Đế Tử có lôi quang màu đen lóe ra, huyết quang bắt đầu khởi động, phảng phất có một loại lực lượng vô cùng khủng bố thức tỉnh, để cho xung thân hắn hỗn độn quang bốc lên, ma khí tràn ngập, tựa như hết thảy đều hóa thành hỗn độn, đi tới khai thiên tích địa chi sơ. Hắn một ngón lăng không, hướng tới Lăng Tiêu điểm đến, trong nháy mắt hư không ngàn vạn dặm giống như là biến mất, thiên địa đại đạo hội tụ là một thể, hình thành một đạo cực quang tia sáng, tốc độ phảng phất vượt qua thời không, trong nháy mắt liền đến trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, cảm giác được khí tức nguy hiểm, hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp thi triển Na Di bí thuật, thân hình hơi nhoáng lên, trong phút chốc liền hóa thành hàng tỷ đạo hư ảnh, hướng bốn phía bắn tới, mỗi một đạo đều vô cùng chân thật, không ai có thể nhìn ra chân thân của hắn là đạo nào. Vèo, nhưng tia cực quang phảng phất có linh tính, trong nháy mắt liền xuyên thủng vô số đạo thân ảnh, như bóng với hình đi theo phía sau Lăng Tiêu, phảng phất không đem hắn xuyên thủng thể không bỏ qua. Nuốt! Lăng Tiêu quát khẽ một tiếng, trong lòng bàn tay một đạo phù văn cổ xưa bốc lên, trong phút chốc giống như là hiện ra một mảnh thế giới cổ xưa mà thần bí, trong nháy mắt liền đem tia cực quang thôn phệ đi vào. Thôn Thiên Thánh Giới. Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật lần này cũng rốt cục đánh vỡ cực hạn, đột phá đến cảnh giới viên mãn, ngưng tụ ra Thôn Thiên Thánh Giới. Thôn thiên bí thuật có thể thôn thiên địa vạn vật, chỗ khủng bố cũng là triệt để bộc phát, đạo cực quang tia kia tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng là ở Thôn Thiên Thánh Giới bên trong rất nhanh đã bị triệt để thôn phệ luyện hóa. Giết! Nguyên Thủy Đế Tử tóc đen xõa tung, ánh mắt lạnh lùng, quanh thân tản ra lực lượng vô cùng cuồng bạo, máu trong cơ thể đều đang sôi trào cùng thiêu đốt, để cho nguyên thủy ma diễm chung quanh hắn, phảng phất hình thành một mảnh biển lửa mênh mông. Hắn một quyền đánh ra, đầy trời hỏa diễm hội tụ cùng một chỗ, hình thành một viên màu đen mặt trời, che đậy này một mảnh bầu trời. To lớn quyền ấn uy lực khủng bố vô cùng, âm âm hướng Lăng Tiêu trấn áp xuống. Nguyên Thủy Đế Tử đại nhân, đây là bạo phát Nguyên Thủy Đế huyết sao? Quá kinh khủng! Không chỉ là Nguyên Thủy Đế huyết, còn có Nguyên Thủy Kinh trong truyền thuyết. Một quyền này chính là đế thuật trong Nguyên Thủy Kinh, Ma Thiên Đại Thủ Ấn. Long Ngạo Thiên này lại bức giã chủ bài của Nguyên Thủy Đế Tử sao? Đông đảo ma tộc cường giả đều là âm thầm kinh hãi không thôi, cảm giác được trên người Nguyên Thủy Đế Tử bộc phát ra khí tức khủng bố, đều là sắc mặt trắng bệch, tim đập nhanh không thôi. Thôn thiên bí thuật sao? Xem ra món đồ kia rất có thể đang ở trên người hắn. Bất Tử Đế Tử ở một bên thì nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái, trong ánh mắt có một tia kỳ dị, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ầm ầm. Lăng Tiêu đó một quyền của Nguyên Thủy Đế Tử sông lên trời, khí hỗn độn xung quanh bốc lên, trong phút chốc phía sau có ánh sáng luân hồi thần bí tràn ngập ra, trong lòng bàn tay hắn phù văn rực rỡ, một đạo phù văn cổ xưa tản ra từng vòng ánh sáng luân hồi, sau đó theo Lăng Tiêu một quyền đánh ra, ánh sáng luân hồi mãnh liệt nghênh đón. Ma Thiên Đại Thủ Ấn uy lực vô cùng, chính là vô thượng đế thuật, nhưng là tại cùng Lăng Tiêu một quyền va chạm về sau, chẳng những không có giống trong tưởng tượng như vậy bộc phát ra mãnh liệt cảnh tượng, ngược lại như là bị dính chặt đồng dạng, lâm vào đến luân hồi chi quang bên trong. Ong! Luân hồi chi quang tràn ngập thần bí quang mang, như là có vô tận thời không tuế nguyệt, lại như là mai táng chư thiên nhân quả, theo từng vòng luân hồi chi quang nhộn nhạo ra, Ma Thiên Đại Thủ Ấn khẽ run rẩy, mơ hồ hiện ra một đạo cổ xưa màu đen phù văn. Đạo phù văn màu đen kia, phảng phất ẩn chứa đại đạo chí lý mênh mông, thoạt nhìn vô cùng phức tạp huyền ảo, chảy xuôi đạo vận thần bí, mơ hồ thoạt nhìn, dĩ nhiên giống như là pháp môn tu luyện Ma Thiên Đại Thủ Ấn. Ngươi dám mơ ước Nguyên Thủy Kinh? Muốn chết! Nguyên Thủy Đế Tử vừa sợ vừa giận, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu thi triển luân hồi bí thuật, luân hồi chi quang lại có thể tố nguyên ngược lại, nhắm thẳng vào tinh túy áo nghĩa của Ma Thiên Đại Thủ Ấn, chẳng những lặng lẽ phá giải đế thuật trí cường này, lại còn mưu toan muốn phân giải pháp môn tu luyện của Ma Thiên Đại Thủ Ấn. Đây quả thực là nghịch lân của Nguyên Thủy Đế Tử. Nguyên Thủy Kinh chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn, cũng là tâm huyết cả đời của Nguyên Thủy Ma Đế, ẩn chứa bí mật vô thượng đế đạo. Ai dám mơ ước Nguyên Thủy Kinh, chính là tử địch của Nguyên Thủy Đế Tử. Bùng! Má huyết quanh thân hắn bắt đầu thiêu đốt, sát khí ngập trời bốc lên, từng đạo ma quang hội tụ quanh thân hắn, hóa thành hàng tỷ ma binh khủng bố, đao thương kiếm kích, búa việt câu xoa, các loại binh khí thiên kỳ bách quái hội tụ, hơn nữa tản ra hung uy khủng bố, tất cả đều là binh lính hung sát. Ma binh đầy trời giống như nước lũ, điên cuồng hướng về Lăng Tiêu đánh tới, thoạt nhìn hỗn loạn vô cùng, nhưng lại hàm chứa kết cấu, giống như một mảnh ma binh thế giới, đem Lăng Tiêu bao phủ ở trong đó. Ma binh giới. Đây đồng dạng là Nguyên Thủy Kinh bên trong một loại vô thượng bí thuật, có thể hình thành hàng tỷ đạo sinh xua không ngừng ma binh, đem nhân sinh sinh tiêu hao chết ở trong đó, vô cùng khủng bố. Thật sự là không thú vị a. Chỉ là một đạo quyền pháp, ta còn không có nhìn vào mắt. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Nguyên Thủy Đế từ xa xa, hai người đụng vào, thế nhưng bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, một cỗ chiến ý cường đại vô cùng từ trên người Lăng Tiêu bộc phát. Ầm ầm. Chiến ý quanh thần hắn bốc lên, tinh thuần mà cường đại, phảng phất có thể xuyên thấu cửu tiêu, hỗn độn quang bốc lên, ở quanh thân hắn hình thành một mảnh lĩnh vực vô cùng thần bí, phảng phất ngay cả hư không đại đạo cũng bị vặn vẹo. Lăng Tiêu hóa thân thành một tông bách chiến bách thắng, tuyệt thế chiến đế công vô bất thắng, loại chiến ý cường đại này làm cho tất cả mọi người chung quanh nhịn không được hơi biến sắc. Bùm! Ma binh đầy trời mãnh liệt mà đến, nhưng khi đụng vào lĩnh vực quanh thân Lăng Tiêu, lại vô cùng quỷ dị đứng yên trong hư không. Cái gì? Nguyên Thủy Đế Tử con mắt đột nhiên co rụt lại, Ma binh giới chính là một đạo đế thuật cường đại trong Nguyên Thủy Kinh, có thể huyễn hóa ra hàng tỷ đạo ma binh sinh sôi không ngừng. Thời kỳ thượng cổ Nguyên Thủy ma đế dựa vào ma binh giới, không biết đánh chết bao nhiêu sinh linh cường đại. Nhưng hiện tại, ma binh giới phảng phất đối với Lăng Tiêu mất đi bất kỳ tác dụng. Đáng tiếc ngươi không biết chính là, ma binh giới nguyên bản chính là y theo chiến thiên bí thuật sáng tạo mà thành, ngươi lấy ma binh giới đến đối phó ta, chẳng lẽ ngươi là thật ngu xuẩn sao? Thanh âm Lăng Tiêu nhàn nhạt vang lên. Hắn đem chiến thiên bí thuật tu luyện tới cảnh giới đại thành, cũng chiếm được rất nhiều ký ức thần bí, những thứ kia đều là cường giả tu luyện chiến thiên bí thuật lưu lại, ghi lại chiến thiên bí thuật kéo dài. Lăng Tiêu cũng thấy được thân ảnh Nguyên Thủy Ma Đế, Nguyên Thủy Ma Đế đã từng cũng tu luyện chiến thiên bí thuật, cũng lấy chiến thiên bí thuật làm căn bản, diễn hóa ra ma binh giới cường đại. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân mãnh liệt thần quang bốc lên, chiến ý vặn vẹo, hỗn độn quang hình thành thần bí trường vực, đem những kia tản ra hung sát chi khí ma binh tất cả đều định trụ. Bất quá là một đạo bí thuật đã sớm mất đi chân ý mà thôi, làm sao có thể so sánh với ma binh giới của ta? Nguyên Thủy Đế Tử gầm lên một tiếng, trong con người sát khí mãnh liệt, trong phút chốc quanh thân có một cỗ huyết vụ tràn ngập mà ra, giống như cơn lốc màu đen, trong nháy mắt liền rơi vào trên ức vạn ma binh. Ma binh giới đột nhiên lập tức sôi trào lên, đánh xuyên hư không, phá vỡ cái loại này thần bí tràng vực, gào thét hướng về Lăng Tiêu bắn tới. Hắn thân là con nối dõi ma đế, tự nhiên biết ma binh giới thoát thai từ chiến thiên bí thuật, nhưng chư thiên vạn giới 108 bí thuật, đối với những đại năng cùng trí cường giả kia mà nói, ngoại trừ 12 thiên công đối với bọn họ còn có một chút lực hấp dẫn bên ngoài, những bí thuật khác cũng chính là tương đương với một ít thánh pháp cường đại. Tại thời kỳ thượng cổ, vô tự thiên thư tổn hại về sau, chư thiên vạn giới 108 bí thuật phảng phất giống như là mất đi sáng bóng đồng dạng, trở nên bình thường. Cho nên cho dù biết ma binh giới thoát thai từ bí thuật chiến thiên, Nguyên Thủy Đế Tử cũng không để vào mắt. Ầm ầm, ma binh đầy trời bộc phát ra ba động lực lượng vô cùng khủng bố, trong nháy mắt liền bao phủ Lăng Tiêu, thần quang mãnh liệt nổ tung, hư không lay động, thiên địa đều đang chấn động kịch liệt, giống như diệt thế. Mau lùi lại. Rất nhiều cường giả ma tộc sắc mặt đột nhiên biến đổi, cực nhanh lui về phía sau. Những ma binh kia mật thiết tê dại, bao phủ phương viên vạn dặm chi địa, mỗi một đạo ma binh đều ẩn chứa chí cường lực, tuy rằng trung tâm nhất tập trung Lăng Tiêu, nhưng biên giới khu vực mọi người vẫn là thu được ảnh hưởng. Lão Sơn Dương, Cẩm Sắt, Vô Lương Đạo Nhân cùng Phong Thanh Dương tốc độ cũng là rất nhanh, trong nháy mắt liền tiến vào Viêm Đế Đỉnh bao phủ phạm vi. Ầm ầm, từng đạo ma binh cường đại bổ xuống trên Viêm Đế Đỉnh, làm cho Viêm Đế Đỉnh hơi chấn động, sau đó hơi chấn động liền trực tiếp vỡ nát ra. Thánh nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ sợ chính là đại thánh đều phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản. Lão Sơn Dương thần sắc ngưng trọng nói, Lăng Tiêu hắn, khẳng định không có việc gì. Vô Lương Đạo Nhân có chút chần chờ nói, như là đang an ủi người khác, cũng như là đang thuyết phục chính mình. Dù sao, Nguyên Thủy Đế Tử ma binh giới, chính là Nguyên Thủy Kinh bên trong trí cường pháp môn, cũng coi như là Nguyên Thủy Đế Tử cường đại nhất thần thông thủ đoạn, bọn họ thân ở bên ngoài đều có thể cảm giác được cái loại lực lượng khủng bố này, trung ương nhất Lăng Tiêu thừa nhận áp lực có thể tưởng tượng được. Bùm! Ma binh giới tàn sát bừa bãi bầu trời, giống như là một phương đại thế giới hàng lâm đồng dạng, phá nát hết thảy, hỗn độn sương mù tràn ngập, hết thảy đều hóa thành hư vô, triệt để không tồn tại. Sau khi hàng tỷ đạo ma binh chậm rãi tiêu tán, trong đó đã không còn bất kỳ khí tức sinh linh nào. Long Ngạo Thiên bị Nguyên Thủy Đế Tử chém. Đông đảo cường giả ma tộc chấn động cả người, không khỏi kinh hỉ ô to. Ma binh giới chính là áo nghĩa trí cường của Nguyên Thủy Ma Đế, chiến thiên bí thuật tuy mạnh, làm sao có thể địch lại ma binh giới? Buồn cười, Lăng Tiêu còn nói ma binh giới thoát thai với chiến thiên bí thuật, bây giờ xem ra chỉ là chuyện cười thôi. Ta xem căn bản không phải hắn giết huyết ngục đế tử, mà là nhân tộc đê tiện dùng thủ đoạn nào đó không thể để người khác biết. Nguyên Thủy Đế Tử đại nhân uy vũ, đông đảo ma tộc cường giả đều là tận tình cười nhạo, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng sát khí cùng vẻ khinh thường. Lúc trước vô luận là Triệu Nhật Thiên hay là Lăng Tiêu, ra tay đều quá mức khủng bố. Triệu Nhật Thiên một chiêu ánh sáng trời xanh, làm cho quân đoàn ma thiên cơ hồ đoàn diệt. Lăng Tiêu một quyền còn lại là oanh nát hai tay Nguyên Thủy Đế Tử, làm cho bọn họ đều là vô cùng nghẹn khuất. Mà nay, rốt cục hãnh diện. Thật sự đã chết sao? Nguyên Thủy Đế Tử trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lông mày lại hơi nhíu lại, luôn cảm giác được có cái gì không đúng chỗ. Bùm! Nhưng vào lúc này, một đạo mãnh liệt thần quang ở Nguyên Thủy Đế Tử phía sau nở rộ ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, ẩn chứa mênh mông thiên uy, phảng phất muốn hủy diệt một phương thế giới này. Lôi quang mãnh liệt đan vào nhau, hóa thành một đạo trưởng ấn khổng lồ đánh xuống Nguyên Thủy Đế Tử. Long Ngạo Thiên, ngươi không có chết. Thanh âm kinh nộ đan sen của Nguyên Thủy Đế Tử truyền đến, ma khí quanh thân hắn sôi trào, đối mặt với công kích bất thình lình này, hắn đành phải vươn hai tay ra ngăn cản. Răng rắc, hai tay của hắn ầm ầm lập tức nổ tung ra, sấm sét mãnh liệt ẩn chứa vô tận lực hủy diệt, phảng phất muốn ngăn cản tất cả tà ác, đem hắn hoàn toàn bao phủ lên. Nương theo một đạo trưởng ấn khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đánh tan mây mù, phá vỡ hư không, sau đó hung hăng chấn áp trên mặt đất. Ầm ầm, đại địa kịch liệt lay động, giống như là muốn triệt để sụp đổ đồng dạng, lấy kia một đạo trưởng ấn làm trung tâm, năm đạo thật lớn khe nứt hướng chung quanh lan tràn ra, trọn vẹn lan tràn mấy chục vạn dặm. Sau khi đạo trưởng ấn kia tiêu tán, mọi người mới nhìn thấy Nguyên Thủy Đế Tử trung ương nhất đã không còn hình người nữa, cả người huyết nhục mơ hồ, quần áo trên người đều bị đập nát, cả người gần như đã hóa thành một bãi thịt nát. Ta đương nhiên không chết. Bất quá có thể ở thiên phạt chi trưởng của ta giữ lại một mạng, ngươi cũng có thể kiêu ngạo. Thanh âm lạnh nhạt của Lăng Tiêu vang lên trong hư không. Trong hư không quang mang hơi lóe lên, hắn lại một lần nữa xuất hiện ở trong hư không, vẫn là bạch y thắng tuyết, không nhiễm một tia bụi bặm. Nguyên Thủy Đế Tử thất bại. Một ý niệm hiện ra trong lòng đông đảo cường giả ma tộc, làm cho bọn họ hoàn toàn sợ ngây người. Loại chênh lệch cường đại này, làm cho bọn họ nhất thời không có cách nào tiếp nhận. Vốn Lăng Tiêu cũng đã chết ở ma binh giới bên trong, làm sao lại đột nhiên xuất hiện, sau đó một trưởng đánh bại Nguyên Thủy Đế Tử, đem Nguyên Thủy Đế Tử đập thành thịt nát. Thiên phạt chi trưởng sao? Thiên phạt bí thuật, xem ra vật kia quả nhiên ở trên người hắn. Bất Tử Đế Tử thì gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một đạo tuyệt thế phong mang. Bất Tử Đế Tử không ra tay, nhưng không ai dám nghi ngờ thực lực của hắn. Ngược lại trong đông đảo cường giả ma tộc, mặc dù lấy ma tộc Tam Đại Đế Tử cầm đầu, nhưng tất cả mọi người đều công nhận Bất Tử Đế Tử là người mạnh nhất. Cho dù là Nguyên Thủy Đế Tử và Huyết Ngục Đế Tử cũng không mạnh bằng Bất Tử Đế Tử. Cho nên đông đảo cường giả ma tộc mơ hồ lấy Bất Tử Đế Tử cầm đầu, phần lớn đều nghe theo mệnh lệnh của Bất Tử Đế Tử mà hành sự. Bất Tử Đế Tử phảng phất như là đang nghiệm chứng cái gì, ánh mắt vẫn rơi vào Lăng Tiêu trên người, ẩn chứa một loại kỳ dị dao động. Lăng Tiêu tên hỗn đản này, thật sự là hù chết ta. Ta còn tưởng rằng hắn thật muốn chết ở trong tay Nguyên Thủy Đế Tử. Lão Sơn Dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười mắng. Tuy rằng bọn họ đều đối với Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin, nhưng lúc này đây Lăng Tiêu đối mặt chính là Nguyên Thủy Ma Đế con cháu, tu luyện Nguyên Thủy Kinh bực này vô thượng đế kinh tuyệt thế yêu nghiệt. Cường giả chém giết, sinh tử chỉ trong nháy mắt, cho nên không đến thời điểm cuối cùng, ai cũng không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Nguyên Thủy Đế Tử tuy mạnh, chỉ sợ vẫn là không bằng Bất Tử Đế Tử. Nguyên Thủy Đế Tử bại ở Lăng Tiêu trong tay, chỉ sợ Bất Tử Đế Tử muốn xuất thủ. Vô Lương đạo nhân chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía Bất Tử Đế Tử có vẻ ngưng trọng. Tên này thoạt nhìn không giống ma tộc chút nào, ngược lại giống như là thiên kiêu của nhân tộc chúng ta. Phong Thanh Dương chậm rãi nói. Bất Tử Đế Tử một thân áo bào trắng, dáng người thon dài, thoạt nhìn tuấn lãng phiêu giật, quanh thân đều tản ra một loại khí tức mờ mịt xuất trần, tựa như giai công tử nhẹ nhàng trong chọc thế, tự có một loại khí độ tiêu sái không kiềm chế được. Khí tức của hắn sâu không lường được, nhưng không có một chút tà ác cùng tàn nhẫn của ma tộc, thoạt nhìn vô cùng tinh khiết tự nhiên, có một loại khí tức của thiên đạo. Đó là bởi vì tu vi của hắn vượt qua người quá nhiều, ngày thứ ba cảnh đại viên mãn, cả người tùy thời đều có thể chứng đạo thành thánh, cùng đại đạo tương hợp, nhân vật như vậy là người hay ma, đã không có ý nghĩa gì, hắn hoàn toàn có thể biến hóa tùy tâm. Cẩm Sắt vẫn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng nói. Cẩm Sắt sư muội, lời này của ngươi làm cho sư huynh ta đau lòng. Phong Thanh Dương cười khổ một tiếng nói. Hắn cũng là một người rất kiêu ngạo, tuổi như vậy đã đạt tới đạp thiên tam cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đến cực hạn lần thứ hai, đột phá đến địa cảnh, cho dù là ở hỗn độn cổ địa bên trong cũng coi như là thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng so với ma tộc Tam Đại Đế Tử, tự nhiên vẫn là kém hơn rất nhiều. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói hắn quả thật nhìn không ra tu vi Bất Tử Đế Tử, điều này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Ầm ầm. Nguyên Thủy Đế Tử bị Lăng Tiêu đập vào sâu trong đại địa, bắt đầu giãy giụa kịch liệt, máu thịt nhu động, ma quang khủng bố mãnh liệt, giống như muốn khôi phục thân thể một lần nữa. Hắn tuy rằng bị Lăng Tiêu làm trọng thương thân thể, nhưng là thân thể của hắn vô cùng cường hãn, có được đại đế huyết mạch, có thể huyết nhục sống lại, sinh mệnh lực vô cùng cường đại. Tinh quang trong con người Lăng Tiêu chợt lóe, trong phút chốc trong lòng bàn tay một đạo phù văn cổ xưa bốc lên, huyễn hóa ra thôn thiên thánh giới mênh mông vô cùng. Hơn nữa có thôn thiên trì hỏa nóng bỏng mãnh liệt mà đi, muốn đem huyết nhục Nguyên Thủy Đế Tử hoàn toàn luyện hóa. Đã chém giết huyết ngục đế tử, Lăng Tiêu đối với như thế nào đánh giết loại này nắm giữ vô số át chủ bài đế tử nhân vật, coi như là có một chút tâm đắc kinh nghiệm. Chỉ cần có thể đánh nát thân thể của bọn họ, phá hủy sinh cơ cường đại của bọn họ, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội khôi phục nào, là có thể lợi dụng thôn thiên bí thuật, đem hoàn toàn luyện hóa thôn phệ. Mắt thấy Lăng Tiêu sẽ đem Nguyên Thủy Đế Tử triệt để luyện hóa, chỉ nghe thấy trong hư không có một đạo thanh âm lạnh nhạt vang lên. Đủ rồi. Ầm ầm. Đạo thanh âm kia giống như thiên uy huy hoàng, ẩn chứa âm ba thần thông cường đại vô cùng, trong nháy mắt liền chắn ở trước mặt Lăng Tiêu, giống như một mảnh âm ba thác nước, đan xen từng đạo phù văn thần bí. Thôn thiên chi hỏa cùng một mảnh âm ba thác nước va chạm, trong phút chốc hư không rung động, phù văn nổ tung ra, thôn thiên chi hỏa ẩn chứa thôn phệ hết thảy lực lượng, đem một mảnh âm ba kia thiêu đốt lên, sau đó hóa thành hư vô. Nhưng thừa dịp công phu ngăn cản, Nguyên Thủy Đế Tử cũng là trong nháy mắt khôi phục thân thể, trong phút chốc tung trời mà lên, xuất hiện ở trên hư không. Long Ngạo Thiên, ta muốn ngươi chết! Trong thanh âm Nguyên Thủy Đế Tử ẩn chứa lửa giận và sát ý ngập trời, gắt gao khóa chặt Lăng Tiêu lại, đồng thời lá cờ Trung Nguyên trong lòng bàn tay hắn tản ra khí tức cường đại, hắc quang bắt đầu khởi động, giống như tùy thời đều muốn trấn áp Lăng Tiêu. Ngươi rốt cục vẫn xuất thủ! Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không có lại nhìn Nguyên Thủy Đế Tử một cái, ánh mắt thì là rơi vào Bất Tử Đế Tử trên người. Vừa rồi cái kia một tiếng đủ rồi, chính là Bất Tử Đế Tử phát ra, vẻn vẹn là thanh âm liền có thể khiến cho thiên địa đại đạo đồng loạt chấn động, hư không pháp tắc tẫn oanh minh, có thể thấy được Bất Tử Đế Tử cường đại. Lăng Tiêu trong ánh mắt có vô cùng cường đại chiến ý, nhìn chăm chăm Bất Tử Đế Tử, hắn có thể cảm giác được, đây là một kình địch. Nguyên Thủy, còn lại giao cho ta đi, mạng của hắn ta để lại cho ngươi. Bất Tử Đế Tử thản nhiên nói, thanh âm thập phần bình tĩnh. Tốt, ta muốn cho hắn chết không có chỗ chôn. Nguyên Thủy Đế Tử thần sắc âm trầm nói. Lăng Tiêu đem hắn không nhìn càng là kích phát lửa giận cùng sát ý trong lòng hắn, cái này đối với hắn mà nói quả thực chính là nhục nhã cực lớn. Bất quá, Lăng Tiêu cũng không có ý nhục nhã hắn, chỉ là Lăng Tiêu đã không có coi hắn là đối thủ. Lăng Tiêu giờ phút này trong ánh mắt chỉ có Bất Tử Đế Tử. Bất Tử Đế Tử, ma giới chúa tể Bất Tử Ma Đế con trai, truyền thuyết Bất Tử Ma Đế chính là ma giới cổ xưa nhất một vị ma đế, ta rất tò mò vì sao Bất Tử Ma Đế con nối dõi, đến nay vẫn chỉ là bán thánh tu vi. Lăng Tiêu có chút hứng thú nói, phảng phất đối với Bất Tử Đế Tử cực kỳ hiểu rõ. Hơn nữa ngươi cũng có chỗ dựa, nhưng ngươi phải hiểu được, không có trưởng thành lên thiên tài, một khi vẫn lạc, liền cái gì cũng không phải. Bất Tử Đế Tử khẳng định nói, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, thanh âm rơi vào trong lỗ tai mọi người, cũng không có chút cuồng vọng tự đại nào, phảng phất chỉ có tự tin cường đại. Vậy sao? Ta đây thật đúng là muốn nhìn xem, ngươi giết ta như thế nào. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, trong con ngươi có chiến ý cường đại xuất hiện. Bùm! Bất Tử Đế Tử chậm rãi giơ một cánh tay lên, bàn tay ngũ tâm hướng lên trời, trong phút chốc hư không chấn động, thiên địa nổ vang, không gian bốn phía đều kịch liệt vặn vẹo lên, một cỗ khí tức khủng bố vô cùng từ bốn phương tám hướng vọt tới, phảng phất pháp tắc thiên đạo nơi này trong nháy mắt liền toàn bộ biến mất, biến thành trạng thái hỗn loạn không có trật tự. Bởi vì, nơi này là sân nhà của ta, ở chỗ này, ta chính là sáng thế thần, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cánh tay Bất Tử Đế Tử đột nhiên nắm chặt tay, trong phút chốc hư không nổ vang, lôi đình mãnh liệt chói mắt, hư không bốn phía lập tức vỡ nát ra. Chung quanh mơ hồ hiện ra một bức tranh sơn hà bao la trắng lệ, mà giờ phút này, đám người Lăng Tiêu tất cả đều bị vây trong bức tranh. Ầm ầm, bốn phía hư không chấn động, ở kịch liệt vặn vẹo, núi sông chấn động, mãnh liệt thần quang bao phủ một mảnh thiên địa này, vô tận hỗn độn khí bên trong phảng phất hiện ra vô cùng thế giới. Đây là một bức sơn hà đồ quyển trắng lệ, đem toàn bộ ngũ hành thiên đều bao phủ ở trong đó, mà ngay cả Lăng Tiêu đám người dĩ nhiên đều không có bất kỳ phát hiện. Một cỗ khủng bố cực đạo đế uy từ trong sơn hà đồ quyển tràn ngập ra, ẩn chứa nghiền diệt hết thảy lực lượng ba động, để cho tất cả mọi người là tâm thần chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Một bức đồ quyển này dĩ nhiên là một kiện cực đạo đế binh. Trách không thể không Tử Đế Tử không sợ hãi như thế. Bất Tử Đế Tử vẫn luôn rất lạnh nhạt, thời điểm Triệu Nhật Thiên dùng ánh sáng trời xanh diệt sát quân đoàn Ma Thiên, hắn rất bình tĩnh, thời điểm Lăng Tiêu đánh bại Nguyên Thủy Đế Tử hắn cũng rất bình tĩnh, mà ánh mắt của hắn vẫn luôn rơi vào trên người Lăng Tiêu, giống như là đang nghiệm chứng cái gì. Hiện giờ, nghiệm chứng trong lòng hắn đã thành sự thật, rốt cục quyết định ra tay. Ta nhớ cực đạo đế binh của Bất Tử Ma Đế ma giới, không phải Bất Tử Ấn sao? Cực đạo đế binh này hắn từ đâu tới? Thần sắc Lão Sơn Dương rất khó coi, có chút khiếp sợ nói. Bất Tử Ma Đế chính là ma giới tam đại ma đế đứng đầu, thực lực thông thiên, cực đạo đế binh của hắn chính là Bất Tử Ấn, trong truyền thuyết ẩn chứa sinh tử trung cực huyền bí, ở thời kỳ thượng cổ uy danh hiển hách. Mà hiện tại Bất Tử Đế Tử lấy ra một bức đồ quyển, khiến trong lòng nàng vô cùng chấn động. Phải biết rằng, mỗi một kiện cực đạo đế binh đều là trấn áp khí vận vô thượng chí bảo, một khi sống lại, có thể so với một tôn vô thượng đại đế, thực lực khủng bố ngập trời. Đây không phải là một kiện đơn giản cực đạo đế binh, đây là một kiện sắp muốn khôi phục cực đạo đế binh, hơn nữa chúng ta hiện tại đều bị vây ở trong đồ quyển, chỉ sợ muốn chạy đi rất khó. Trong con ngươi Vô Lương đạo nhân thần quang lóe lên, chậm rãi nói ra. Cực đạo đế binh chính là vô thượng đại đế mới có thể vận dụng trí cường binh khí, người bình thường muốn thúc giục cực đạo đế binh sẽ phải trả một cái giá rất lớn, hơn nữa cũng rất khó toàn bộ phát huy cực đạo đế binh lực lượng. Mà hồi phục cực đạo đế binh thì đại biểu cho toàn bộ lực lượng có thể bộc phát ra cực đạo đế binh, thần chắn sát thần, ma chắn chu ma, cho dù là thánh đạo cường giả cũng không thể chống lại. Bất tử đế tử trôi nổi trong hư không, quanh thân hào quang vạn đạo, thụy khí bốc lên, cả người cùng một bộ đồ quyển cổ xưa này dung hợp thành một thể, phảng phất giơ tay nhấc chân, đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Long Ngạo Thiên, bó tay chịu trói đi. Thực lực của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng trong Đại La Đồ Quyển, ngươi trên cánh khó thoát. Bởi vì cái gọi là thức thời giả vi tuấn kiệt, nếu ngươi thần phục ta, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bất tử đế tử thản nhiên nói. Đại La Đồ Quyển, lại là Đại La Đồ Quyển. Phong Thanh Dương không khỏi kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Đại La Đồ Quyển chính là một kiện cực đạo đế binh tiếng tăm lừng lẫy thời thượng cổ, nghe đồn chủ nhân của nó chính là Đại La Đạo Tổ, Đại La Đạo Tổ nghe đồn cũng là chủ nhân của trí bảo Hỗn Độn Vô Tự Thiên Thư, chỉ là sau đó Đại La Đạo Tổ ngã xuống, Vô Tự Thiên Thư cùng Đại La Đồ Quyển tất cả đều biến mất. Phong Thanh Dương cũng biết món trí bảo vô thượng này, thật không ngờ lại rơi vào trong tay Bất Tử Đế Tử. Bất Tử Đế Tử, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng có một kiện cực đạo đế binh là có thể muốn làm gì thì làm sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, không có một chút e ngại. Ta có Đại La Đồ Quyển, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Coi như là một tôn thánh vương ở đây, Đại La Đồ Quyển của ta cũng có thể trực tiếp diệt sát. Trừ phi ngươi cũng có một kiện phục hồi cực đạo đế binh. Trong ánh mắt Bất Tử Đế Tử có một tia trào phúng nhàn nhạt. Hắn biết Vô Tự Thiên Thư ngay tại Lăng Tiêu trong tay, nhưng Vô Tự Thiên Thư bản thân cũng không phải là một kiện chí bảo công kích, hơn nữa giờ phút này bị hao tổn cực nặng, coi như là Lăng Tiêu tế xuất Vô Tự Thiên Thư, cũng không có bất kỳ biện pháp chống lại Đại La Đồ Quyển. Ngươi thật đúng là cho rằng chỉ có một mình ngươi có được cực đạo đế binh sao? Triệu Nhật Thiên, giao cho ngươi. Lăng Tiêu lắc đầu cười nói, sau đó chậm rãi lui về phía sau vài bước. Ầm ầm. Ở Lăng Tiêu phía sau, nóng bỏng thần quang bốc lên, phảng phất có từng đạo tia chớp đan xen, bộc phát ra vô cùng khủng bố khí tức dao động. Viêm Đế Đỉnh lơ lửng trong hư không, trong phút chốc nở rộ ra vô lượng quang, giống như một viên mặt trời rực rỡ đến cực hạn, ẩn chứa lực lượng dao động chí dương chí cương. Triệu Nhật Thiên chậm rãi đứng lên, quanh thân tản mát ra một cỗ vô cùng cường đại khí tức ba động, ánh mắt đột nhiên mở ra, giống như tia chớp ngang trời, khiếp sợ khắp nơi, khí thế ngập trời. Đại La Đồ Quyển sao? Không biết Đại La Đồ Quyển của ngươi có thể ngăn được Viêm Đế Đỉnh của ta hay không? Triệu Nhật Thiên lạnh lùng cười nói. Hắn giờ phút này tu vi đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn có chỗ tinh tiến. Dù sao Lăng Tiêu đem huyết ma đế quân bộ phận huyết đạo tinh hoa cho hắn, để cho tu vi của hắn nhanh chóng khôi phục, hơn nữa còn có chỗ tinh tiến. Lăng Tiêu vừa mới là đã nhận ra Triệu Nhật Thiên tỉnh lại, cho nên mới nói ra câu nói kia. Ầm ầm. Triệu Nhật Thiên vừa dứt lời, Viêm Đế Đỉnh ầm ầm lập tức bộc phát ra thần quang vô tận, ở trong hư không tăng vọt lên, giống như một tòa thần sơn vạn trượng, hỏa diễm vô tận bốc lên, làm cho tầng tầng hư không chồng chất cũng bắt đầu vặn vẹo. Không gian bên trong Đại La Đồ Quyển đang run rẩy kịch liệt, thậm chí có một loại khí tức cực kỳ không ổn định, phảng phất bất cứ lúc nào cũng muốn vỡ vụn ra. Viêm Đế Đỉnh, sao ngươi lại có cực đạo đế binh? Bất Tử Đế Tử cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Lúc trước Triệu Nhật Thiên khống chế Viêm Đế Đỉnh mà đến, Bất Tử Đế Tử cũng không có nhận ra phẩm cấp Viêm Đế Đỉnh, chỉ tưởng rằng là cực phẩm thánh bảo bình thường, dù sao trong rất nhiều cực phẩm thánh bảo cũng có thể ẩn chứa cực đạo đế uy. Nhưng giờ phút này Triệu Nhật Thiên toàn lực thôi động Viêm Đế Đỉnh, hắn mới phát hiện vị Viêm Đế Đỉnh này cũng là cực đạo đế binh. Hơn nữa, Viêm Đế Đỉnh rõ ràng đã hồi phục. Chê cười, liền cho phép người có cực đạo đế binh, liền không cho phép người khác có cực đạo đế binh. Nhìn xem là Đại La Đồ Quyển của ngươi lợi hại, hay là Viêm Đế Đỉnh của chúng ta lợi hại? Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là cười lạnh nói. Đại La Đồ Quyển xuất hiện tuy rằng rất quỷ dị, nhưng bọn họ đều không có bất kỳ sợ hãi nào, dù sao Triệu Nhật Thiên ngay tại phía sau bọn họ, mà Viêm Đế Đỉnh của Triệu Nhật Thiên chính là cực đạo đế binh. Khí tức quanh thân Triệu Nhật Thiên bốc lên, thần quang quanh thân mãnh liệt vô cùng, lực lượng Thái Dương Thánh Thể hoàn toàn bộc phát ra, cùng Viêm Đế Đỉnh hình thành một loại cộng hưởng thần bí. Vốn lấy tu vi lực lượng của Triệu Nhật Thiên cũng rất khó thúc giục Viêm Đế Đỉnh, nhưng hắn trực tiếp thiêu đốt mấy chục ngôi sao Thái Dương, đem tất cả năng lượng đều rót vào trong Viêm Đế Đỉnh, mạnh mẽ làm cho Viêm Đế Đỉnh sống lại. Ầm ầm. Viêm Đế Đỉnh tỏa ra hào quang chói mắt, trong phút chốc bay ngang trời, phun ra ngọn lửa nóng rực, đột nhiên bay ra ngoài Đại La Đồ Quyển. Ngoài Ngũ Hành Thiên, di, đám ma tể tử kia có đế binh cực đạo, lại bao phủ cả Ngũ Hành Thiên. Nguyên Thần kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Bọn họ thân ở bên ngoài ngũ hành thiên, vô cùng rõ ràng thấy được một bộ sơn hà đồ quyển trắng lệ ngang trời mà lên, nở rộ ra vô tận mênh mông cực đạo đế uy, đem ngũ hành thiên đều nuốt vào trong đó. Trong hư không cái kia một bộ cổ xưa đồ quyển, ẩn chứa kỳ dị phù văn, hỗn độn sương mù tràn ngập, ẩn chứa sơn hà vạn giới thần bí cảnh tượng, khí tức thập phần khủng bố. Nguyên thần đều cảm giác được một hồi sợ hãi, nếu là bọn họ tùy tiện xông vào trong ngũ hành thiên, chỉ sợ giờ phút này đã là bắt ba ba trong hũ, bị ma tộc người một ổ bưng. Thiên tử đại nhân, chúng ta muốn ra tay sao? Ma tể tử xuất động đế binh cực đạo, chỉ sợ Long Ngạo Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chênh lệch giữa bọn họ càng lúc càng lớn. Nguyên thần cung kính hành lễ với chiến xa thiên đế. Đại la đồ quyển sao? Xem ra là bất tử đế tử ra tay. Tạm thời không cần quan tâm, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nếu ngay cả bất tử đế tử cũng không đối phó được, hắn cũng không xứng làm đối thủ của ta. Thanh âm nhàn nhạt của thiên tử từ trong chiến xa thiên đế truyền ra. Vâng. Nguyên thần trong lòng dùng mình, thiên tử đây là muốn chém tận giết tuyệt a, không nói đến lăng tiêu đám người chỉ sợ căn bản ứng phó không được cực đạo đế binh, coi như là có thể ứng phó, bên ngoài còn có thiên tử đám người bày ra thiên la địa võng. Vô luận như thế nào, đám người lăng tiêu đều chết chắc. Đương nhiên, ma tộc đông đảo cường giả cũng đồng dạng là sống không được, trận chiến này người thắng nhất định thuộc về thiên tử đại nhân. Bùm! Viêm đế đỉnh cùng đại la đồ quyển kịch liệt va chạm một cái. Trong phút chốc hư không chấn động, thần quang vô tận đồng thời chôn vùi ra, núi cao trong ngũ hành thiên đều là đồng thời nổ nát ra, hóa thành hạt bản nguyên nhất, thậm chí còn có mấy người ma tộc tu vi yếu kém, bị cỗ dao động kinh khủng kia chấn đến thất khiếu chảy máu mà chết, cả người đều nổ thành một mảnh huyết vụ. Cực đạo đế binh va chạm, giống như là hai tôn đại đế quyết đấu, cỗ kia khủng bố ba động để cho mỗi người đều cảm giác được da đầu tê dại, toàn thân lạnh lẽo. Nếu không phải đại la đồ quyền bảo vệ ma tộc mọi người, viêm đế đỉnh bảo vệ lăng tiêu cùng cẩm sắt đám người, chỉ sợ một kích này tất cả mọi người sẽ bị cỗ cuồng bạo cực đạo đế uy quét thành bột mịn, hoàn toàn hồn phi phách tán mà chết. Ầm ầm, viêm đế đỉnh phun ra vô tận hỏa diễm, những hỏa diễm kia ẩn chứa thế giới sinh diệt cảnh tượng, huyễn hóa ra đủ loại cường đại sinh linh, thoạt nhìn vô cùng huyền diệu, không ngừng hướng đại la đồ cuốn tới. Mà bên trong đại la đồ quyền có hàng tỷ núi sông, chư thiên vạn giới, không ngừng va chạm với viêm đế đỉnh, bộc phát ra dao động khủng bố. Viêm đế đỉnh cùng đại la đồ quyển giằng co, nhất thời khó có thể phân thắng bại. Giết! Trong con ngươi lăng tiêu sát khí bùng nổ, đại la đồ quyển đã bị viêm đế đỉnh kiềm chế, thần quang hừng hực xung quanh hắn bốc lên, huyết khí cuồn cuộn, tiếng rồng ngâm hổ gầm nổ tung trong hư không, trong phút chốc một đạo quyền ấn màu vàng ngang trời đánh tới bất tử đế tử. Long Ngạo Thiên! Trong con người bất tử đế tử cũng lộ ra sát ý nồng đậm, một chưởng đánh tới, phù văn trên chưởng ấn bốc lên, hội tụ pháp tắc đại đạo mênh mông, thiên uy hoàng, cùng lăng tiêu va chạm cùng một chỗ. Hắn đã xác định vô tự thiên thư ngay tại lăng tiêu trên người, đối với cái này hỗn độn chí bảo hắn chí tại nhất định phải có. Hôm nay là cơ hội tốt nhất, nhất định phải đem lăng tiêu bắt lại. Nếu là có thể đạt được vô tự thiên thư, cái gọi là thiên tuyển chi từ lại tính là cái gì? Bùm! Quyền chưởng giao nhau, hư không kịch liệt rung động. Hư không loạn lưu vô tận bắt đầu khởi động, lăng tiêu cùng bất tử đế tử đều là đồng thời rút lui ra. Giết! Bất tử đế tử quát lạnh một tiếng, tiên quang quanh thân tung hoành, thoạt nhìn mờ mịt mà thần bí, hắn lăng không một chưởng đao bổ xuống, giống như là đem thiên địa chia làm hai nửa, đao cương khổng lồ quét ngang hết thảy, kích khởi sóng lớn ngập trời. Lăng tiêu không có né tránh, mà là đón lấy bất tử đế tử giết tới, hai tay trong lúc đó có hỗn độn quang hiện lên, hóa thành mênh mông thôn phệ vòng xoáy, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ đi vào. Lăng tiêu có thể cảm giác được bất tử đế tử cường đại, vượt xa nguyên thủy đế tử. Nếu nói lăng tiêu tại cùng nguyên thủy đế tử đại chiến thời điểm, còn có thể duy trì ưu thế cường đại, có thể rất nhanh đem nguyên thủy đế tử đánh bại, thậm chí đem chấn áp. Nhưng là ở đối mặt bất tử đế tử thời điểm, lăng tiêu cũng cảm giác được áp lực cường đại, để hắn không thể không phấn chấn tinh thần, toàn lực ứng đối. Bất tử đế tử lại đồng tu ma đạo và võ đạo. Chẳng lẽ hắn là người của thần giới ta sao? Trong lòng lăng tiêu chấn động, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Bất tử đế tử áo bào trắng phiêu giật, tuấn lãng bất phàm, quanh thân không tản mát ra một chút khí tức tà ác, cả người đều vô cùng mờ mịt xuất trần, ngầm hàm khí tức thiên đạo. Hơn nữa lăng tiêu có thể cảm giác được, bất tử đế tử cũng không có lộ ra bộ mặt thật, mà là che lấp vốn là khí tức cùng khuôn mặt, nhưng hắn xuất thủ trong lúc đó lại bại lộ ra võ đạo cùng ma đạo đồng tu dấu vết. Người như vậy, chỉ có dư nghiệt ma tộc ẩn núp ở thần giới mới có. Nói cách khác, bất tử đế tử chính là cường giả ma tộc ẩn núp trong thần giới, bằng không hắn cũng không thể che giấu diện mạo và khí tức vốn có của hắn. Ầm ầm, lăng tiêu cùng bất tử đế tử trong lúc đó giống như là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài đồng dạng, lẫn nhau trong lúc đó triển khai một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Nguyên Thủy Đế Tử, tới đây, để Triệu Nhật Thiên ra ra chơi đùa với ngươi. Triệu Nhật Thiên ánh mắt khẽ động, thì là nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Đế Tử, cười lạnh một tiếng nói, trực tiếp hướng Nguyên Thủy Đế Tử giết tới. Nguyên Thủy Đế Tử lúc trước cơ hồ đều bị Lăng Tiêu đặt thành một bãi thịt băm, giờ phút này tuy rằng lại một lần nữa khôi phục thân thể, nhưng thực lực cũng là bị ảnh hưởng lớn, trong lòng hắn vốn là nghẹn một cỗ lửa, giờ phút này nhìn thấy Triệu Nhật Thiên thế nhưng tới khiêu khích, nhất thời liền bộc phát. Muốn chết! Nguyên Thủy Đế Tử giống giận một tiếng, sát ý trong con ngươi sôi trào, lá cờ Trung Nguyên trong lòng bàn tay hiện ra, trong phút chốc ngang trời dựng lên, phù văn rực rỡ lay động trong hư không, giống như hàng tỷ ngôi sao rơi xuống Triệu Nhật Thiên. Nguyên Thủy Đế Tử trong tay Nguyên Thủy Phiên chính là hàng nhái, tuy rằng không phải chân chính cực đạo đế binh, nhưng cũng có thể xưng là chuẩn đế binh, trong đó ẩn chứa cường đại cực đạo đế uy. Nguyên Thủy Đế Tử hận không thể trực tiếp lấy Nguyên Thủy Phiên đập chết Triệu Nhật Thiên. Nguyên Thủy Đế Tử, ngươi đây là khi dễ Triệu Nhật Thiên, ra ra ngươi không có binh khí tiện tay a. À. Bất quá ra ra không vỗ ngươi. Ha ha ha, Triệu Nhật Thiên cười ha ha nói, khí tức quanh thân trở nên nóng bỏng mà cuồng bạo, một quyền đánh ra, tinh thần đầy trời lay động, quyền ấn mãnh liệt trong phút chốc đánh ra tinh thần đầy trời, sau đó hung hăng va chạm với Nguyên Thủy Phiên. Bùm, khung trời vỡ nát, hỗn độn nổ tung. Trên nắm tay Triệu Nhật Thiên, ánh sáng hỗn độn lượn lờ, mơ hồ hiện ra một đạo quyền sáo hỗn độn, tản ra khí tức cổ xưa mà huyền ảo, cùng Nguyên Thủy Phiên va chạm cùng một chỗ, dĩ nhiên không hề rơi vào thế hạ phong. Nguyên Thủy Đế Tử cả người chấn động mạnh, bị Triệu Nhật Thiên một quyền đánh bay ra ngoài, để cho trong ánh mắt của hắn tràn đầy bi phẫn thần sắc, tràn đầy hận ý cùng lửa giận. Đánh không lại Lăng Tiêu còn chưa tính, thậm chí ngay cả Triệu Nhật Thiên này cũng đánh không lại. Giết! Nguyên Thủy Đế Tử tức giận đến sắp nổi điên. Trong miệng đột nhiên bạo quát một tiếng, lấy Nguyên Thủy Phiên diễn hóa Nguyên Thủy Kinh vô thượng thần uy, để chư thiên lay động, vạn tinh vẫn lạc, điên cuồng hướng Triệu Nhật Thiên giết đi. Ầm ầm. Trong hư không, Nguyên Thủy Đế Tử cùng Triệu Nhật Thiên trong lúc đó bộc phát một hồi vô cùng kịch liệt đại chiến, nếu không phải Đại La Đồ Quyển bên trong không gian vô cùng kiên cố, chỉ sợ bọn hắn tiện tay một kích đều có thể phá nát hư không, để thiên địa hóa thành hỗn độn. Giết sạch đám ma nhãi con này. Cẩm Sắt, Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân cùng Phong Thanh Dương bốn người trong ánh mắt cũng đều là lộ ra chiến ý cường đại, quanh thân thần quang mãnh liệt bốc lên, nhao nhao thi triển thần thông cường đại, hướng đông đảo ma tộc cường giả giết tới. Trong số những cường giả ma tộc, quân đoàn Ma Thiên đã bị đoàn diệt, còn lại mặc dù còn có hơn 100 người ma tộc, trong đó không thiếu cường giả đạp thiên tam cảnh, nhưng kém sang Nguyên Thủy Đế Tử và Bất Tử Đế Tử. Sau khi Nguyên Thủy Đế Tử và Bất Tử Đế Tử bị Triệu Nhật Thiên và Lăng Tiêu kiềm chế, những người còn lại đối với bốn người Cẩm Sắt mà nói cơ hồ không có uy hiếp gì. Vèo, Cẩm Sắt cầm Thái Thượng kiếm trong tay, quanh thân lượn lờ âm dương nhị khí, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, sắc bén vô cùng, mỗi một kiếm cơ hồ đều có thể chém giết một tôn ma tộc cường giả, âm dương bí thuật ở trong tay nàng bộc phát ra tuyệt thế phong mang. Vô Lương Đạo Nhân ngự kiếm ngang trời, thi triển đạo tộc vô thượng ngự kiếm thuật, ngoài vạn dặm lấy thủ cấp người, kiếm quang phân hóa thành ức vạn đạo, phảng phất hình thành một mảnh kiếm chi lĩnh vực, không ngừng chém giết hoặc là trọng thương ma tộc cường giả. Mà Phong Thanh Dương thì là bộc phát ra nóng bỏng Thái Dương chân hỏa, đến nỗi dương chí cương lực lượng đối địch, giống như một khoảng ngang treo 9 ngày thần dương, để những ma tộc cường giả nhao nhao táng thân ở trong biển lửa. Ầm ầm. Lão Sơn Dương hèn mọn nhất, trực tiếp thi triển Thôn Thiên Thánh Giới, đại đạo thôn phệ trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, bốn phía tất cả đều là vòng xoáy thôn phệ, những cường giả ma tộc bị Cẩm Sắt, Vô Lương Đạo Nhân cùng Phong Thanh Dương đánh thành trọng thương, căn bản trốn không thoát, tất cả đều hóa thành vật trong bụng Lão Sơn Dương. Ngược lại Bất Tử Đế Tử cùng Lăng Tiêu đại chiến kịch liệt nhất. Lăng Tiêu cùng Bất Tử Đế Tử đều là đánh vỡ lần thứ 3 cực hạn, có được thiên cảnh tu vi trí cường giả, nhưng trận chiến này lại phảng phất ngang nhau, từ thiên khung chiến đến trên mặt đất, giống như hai đoàn sáng chói thần quang bão táp, mỗi một lần va chạm đều sẽ nhấc lên ngập trời sóng lớn. Lăng Tiêu bộc phát ra các loại thiên công bí thuật, mỗi một kích đều có thể đánh phá thiên địa, đem vạn vật hóa thành hư vô, sắc bén tới cực điểm. Mà Bất Tử Đế Tử phảng phất là bất tử bất diệt, bất kỳ thương thế nào Lăng Tiêu lưu lại trên người hắn, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa giữa hắn và Đại La Đồ Quyển phảng phất có một loại liên hệ thần bí, để cho hắn có thể mượn lực lượng Đại La Đồ Quyển, vạn pháp bất xâm. Bất Tử Đế Tử thân là con cháu của Bất Tử Ma Đế, càng bộc phát ra đế thuật trí cường của Bất Tử Kinh, chiến lực tăng vọt đến cực hạn, khiến Lăng Tiêu đều cảm thấy áp lực cực lớn. Bùm, bùm, bùm. Hai người đều là chiến gia chân hỏa, đây là một hồi tuyệt thế va chạm lớn, là hai đại tuyệt thế thiên kiêu quyết đấu, là nhân tộc cùng ma tộc số mệnh một trận chiến. Lăng Tiêu cảm giác được áp lực cực lớn, Bất Tử Đế Tử dù sao cũng là con đối của Bất Tử Ma Đế, có được truyền thừa của Bất Tử Đế Huyết và Bất Tử Kinh, hiện giờ lại có Cực Đạo Đế Binh Đại La Đồ Quyển này, mỗi một kích đều có uy lực hủy thiên diệt địa, khiến Lăng Tiêu cũng không thể không ra tay toàn lực ứng đối. Mà Bất Tử Đế Tử trong lòng càng khiếp sợ, phải biết rằng hắn là bạo phát Bất Tử Đế Huyết, Bất Tử Kinh cùng Đại La Đồ Quyền lực lượng, lấy tam đại chí cường lực ra thân, dĩ nhiên mới có thể miễn cưỡng cùng Lăng Tiêu chiến thành ngang tay, hơn nữa hắn còn cảm giác được lực lượng trong cơ thể Lăng Tiêu phảng phất vô cùng vô tận giống nhau, để cho hắn đều cảm giác được có chút tim đập nhanh. Nhân tộc làm sao có thể xuất hiện quái thai như thế? Hắn đã từng cùng nhân tộc Thiên Đế chi tử gặp qua một lần, lúc ấy liền cảm thấy Thiên Tử mới là hắn số mệnh đại địch, cũng là hắn trở thành Thiên Tuyển chi tử lớn nhất địch nhân. Mà hiện tại xem ra, uy hiếp của Long Ngạo Thiên trước mắt không hề thua kém Thiên Tử. Nếu là ta có thể đạt được Vô Tự Thiên Thư, nhất định có thể quét ngang quần hùng, trở thành Thiên Tuyển chi tử, khai sáng thuộc về ma tộc kỷ nguyên. Càng là cảm giác được Lăng Tiêu cường đại, Bất Tử Đế Tử nội tâm lại càng phát ra lửa nóng, giết Lăng Tiêu cướp đoạt Vô Tự Thiên Thư tâm cũng lại càng phát ra kiên định. Thu. Nhưng vào lúc này, trên hư không bỗng nhiên bạo phát một đạo thanh âm bén nhọn, xuyên kim liệt thạch, phảng phất có thể đâm thủng cửu tiêu, để cho tất cả mọi người là không khỏi trong lòng chấn động. Một cỗ hung uy ngập trời bộc phát ra, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Trên hư không, vô tận hỏa diễm bốc lên, Viêm Đế Đỉnh bên trong phun mỏng ra nóng bỏng quang mang, từ trong đó bay ra một tôn dài 3 cái chân quạ đen, toàn thân giống như hoàng kim đúc, khí tức khủng bố ngập trời. Phảng phất là viễn cổ hung thú thức tỉnh đồng dạng, loại khí tức này để cho tất cả mọi người là cảm giác được khiếp sợ không thôi. Đó là Tam Túc Kim Ô. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Tam Túc Kim Ô chính là hung thú thượng cổ, tồn tại cùng cấp bậc với Tổ Long, Chân Hoàng, đã từng nuốt giết chư thiên thần ma, tàn sát hàng tỷ sinh linh, hung uy ngập trời, thực lực cực kỳ khủng bố. Ai cũng không nghĩ tới, nơi này lại xuất hiện một tôn Tam Túc Kim Ô. Là con chim trên đầu Triệu Nhật Thiên. Trong ánh mắt Lão Sơn Dương lộ ra một tia cổ quái, nó đã sớm chú ý tới trên vai Triệu Nhật Thiên nguyên bản đứng một con chim nhỏ màu đỏ thẫm 3 chân, lúc ấy còn lơ đễnh, nhưng thật không ngờ con chim nhỏ kia lại là hung thú thượng cổ Tam Túc Kim Ô. Tên này thật đúng là khí vận chi tử à, cái gì thứ tốt đều rơi vào trong tay hắn. Vô Lương đạo nhân cũng có chút cảm khái nói. Triệu Nhật Thiên cùng Lăng Tiêu giống nhau, đều là từ nhỏ yếu phàm giới mà đến, nhưng hôm nay lại có thể trưởng thành thành cùng ma tộc đế tử chống lại tuyệt thế thiên kiêu, không thể không nói vẫn là cùng Triệu Nhật Thiên loại này nghịch thiên khí vận có quan hệ. Phảng phất Triệu Nhật Thiên đi tới chỗ nào đều có thể nhặt được bảo bối, bên ngoài tùy tiện đi dạo một vòng, đều sẽ có thượng cổ đại năng khóc hô muốn đưa bảo bối, đưa truyền thừa cho hắn. Loại này nghịch thiên khí vận làm cho Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là có chút ghen tị. Ầm ầm. Chỉ thấy trên hư không, Tam Túc Kim Ô cùng Viêm Đế Đỉnh hòa lẫn vào nhau, nở rộ ra một cỗ vô cùng khủng bố khí tức ba động, mênh mông cực đạo đế uy đều là tại thời khắc này trở nên cuồng bạo lên, sau đó Tam Túc Kim Ô cùng Viêm Đế Đỉnh cùng nhau, đột nhiên hướng về Đại La Đồ Quyền đụng vào. Bùm! Khí tức Tam Túc Kim Ô cùng Viêm Đế Đỉnh dung hợp cùng một chỗ, cực đạo đế uy khủng bố nở rộ ra, giống như một mặt trời rực rỡ, trực tiếp đụng vào Đại La Đồ Quyền. Đại La Đồ Quyển kịch liệt run rẩy, hư không chồng lên nhau ầm ầm nổ nát, bên trong Đại La Đồ Quyển ẩn chứa thời không vô tận, vốn cho dù là Thánh Vương bị vây ở trong đó đều rất khó lao ra, cũng chỉ có cực đạo đế binh cùng cấp bậc mới có thể phá vỡ nó. Ngọn lửa hừng hực tung hoành, Viêm Đế Đỉnh trong nháy mắt lưu lại một đạo hư không thông đạo thật lớn trên Đại La Đồ Quyển, hóa thành thần quang rực rỡ xông thẳng lên cửu tiêu. Chúng ta đi! Thần quang trong con người Triệu Nhật Thiên lóe lên. Hướng đám người Lăng Tiêu hô to một tiếng, dẫn đầu hóa thành một đạo thần quang mãnh liệt bay ra ngoài Đại La Đồ Quyển. Nếu tiếp tục ở lại trong Đại La Đồ Quyển, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành ba ba trong hũ, mà Bất Tử Đế Tử có Đại La Đồ Quyển gia trì, tự nhiên liền đứng ở thế bất bại. Đi thôi! Lăng Tiêu cũng là thấy được hư không thông đạo Viêm Đế Đỉnh đánh ra, mượn lực phản chấn va chạm với Bất Tử Đế Tử, đồng dạng là bắn ra ngoài Đại La Đồ Quyển. Vèo! 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 Cẩm Sắt, Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng Phong Thanh Dương 4 người, càng là không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản bọn họ, trên 100 tôn ma tộc cường giả cũng bị bọn họ chém giết hơn phân nửa, bọn họ đồng dạng là thi triển na di thuật, ly khai Đại La Đồ Quyển bên trong không gian. Ầm ầm. Trong hư không, Đại La Đồ Quyển vắt ngang trên vạn dặm, trùng trùng điệp điệp tản ra một cỗ cực đạo đế uy cường đại, đan sen đại đạo pháp tắc, phù văn rực rỡ vô cùng, uy nghiêm mà tôn quý. Hả? Bất Tử Đế Tử nhướng mày, Tam Túc Kim Ô dung hợp Viêm Đế Đỉnh đem Đại La Đồ cuốn ra, cố nhiên ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn cũng không ra tay ngăn cản đám người Lăng Tiêu, bởi vì hắn từ bên ngoài thông đạo bị phá vỡ, cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Lại có người thiết hạ cạm bẫy, muốn làm chim sẻ sao? Ánh mắt Bất Tử Đế Tử lạnh như băng, xung quanh tản ra một luồng khí tức vô cùng khủng bố. Vèo, trong lòng bàn tay hắn phù văn rực rỡ, trong hư không đại la đồ quyển trong phút chốc thu nhỏ lại thành bình thường lớn nhỏ, trôi nổi ở trên đỉnh đầu của hắn, làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm tôn quý mà uy nghiêm. Ra đây đi, nhìn bổn tọa đánh sinh đánh chết Long Ngạo Thiên, rất thú vị sao? Bất Tử Đế Tử nhìn chăm chăm hư không xa xa lạnh giọng nói. Cái gì? Còn có những người khác? Nguyên Thủy Đế Tử và đông đảo cường giả ma tộc đều biến sắc, thần sắc cảnh giác. Có người mai phục sao? Lăng Tiêu cũng là ánh mắt lóe lên, cảm giác của hắn vô cùng nhạy cảm, tại rời đi đại la đổ quyền về sau, cũng cảm giác được một cỗ vô cùng nguy hiểm khí tức dao động. Bốn phía hư không nhìn như bình tĩnh, nhưng khắp nơi sát khí, phảng phất đem Lăng Tiêu mấy người cùng Bất Tử Đế Tử đám người tất cả đều tập trung lại. Thật không ngờ, các ngươi những ma tể tử này coi như cảnh giác. Bất quá coi như là các ngươi phát hiện thì như thế nào? Hôm nay tất cả mọi người phải chết. Một đạo thanh âm lạnh lùng vô cùng nổ tung trong hư không. Ầm ầm. Hư không chấn động, sương mù hỗn độn tràn ngập, khí tức mênh mông mà khủng bố bộc phát ra, một cỗ chiến xa hoàng kim toàn thân kim hà sáng chói chậm rãi mà đến, phía trước có hoàng kim cự long cùng hoàng kim phượng hoàng kéo xe, tản ra ba động khủng bố không ai bì nổi, tựa như thiên đế đi tuần, làm cho tâm thần người ta rung động. Thiên đế chiến xa chậm rãi mà đến, phía trên lụa mỏng tràn ngập, hỗn độn quang bốc lên, mơ hồ trong lúc đó có một đạo vô cùng thần bí thân ảnh trẻ tuổi, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lộ ra thần bí quý khí cùng uy nghiêm, ngầm hàm thiên đạo, tự có một loại chúa tể vạn linh sinh tử khí thế. Sau thiên đế chiến xa, còn lại là có mấy chục thân ảnh khí tức cường đại, nam tư thế oai hùng bừng bừng, nữ dung nhan tuyệt lệ, một đám khí độ bất phàm, tu vi vô cùng khủng bố, dĩ nhiên đại bộ phận đều là đạp thiên tam cảnh trí cường giả. Mà người vừa mới lên tiếng chính là Nguyên Thần Thánh Tử đứng ở bên cạnh chiến xa thiên đế. Hắn thần sắc lạnh lùng, khoanh tay mà đứng, có một loại cao cao tại thượng tư thái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bất Tử Đế Tử cùng Lăng Tiêu đám người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng cùng khinh thường. Thiên tử. Bất Tử Đế Tử cả người chấn động, ánh mắt dừng ở thiên đế chiến xa phía trên, trong ánh mắt có một tia cực kỳ kiêng kỵ thần sắc. Hắn đã từng đối mặt với thiên tử, đối với khí tức của thiên tử vô cùng quen thuộc, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra thân ảnh trên chiến xa thiên đế, chính là con trai thiên đế trong truyền thuyết. Ánh mắt Lăng Tiêu cũng là trở nên vô cùng sắc bén lên, hắn đã từng cùng thiên tử đạo thân chiến một trận, tự nhiên cũng có thể nhận ra thiên tử khí tức, thiên đế chiến xa phía trên chính là thiên tử bản thể. Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới ở bên ngoài mai phục, dĩ nhiên là thiên tử. Thiên tử không có trước tiên trợ giúp Lăng Tiêu đối phó ma tộc cường giả, mà là ẩn núp ở ngũ hành thiên ngoại vi, dụng tâm hiểm ác có thể tưởng tượng được. Chỉ sợ là đánh để Lăng Tiêu cùng ma tộc lưỡng bại câu thương, sau đó lại ra tay đem tất cả mọi người một lưới bắt hết chủ ý. Bất Tử Đế Tử, Nguyên Thủy Đế Tử, bó tay chịu trói đi, có lẽ thiên tử đại nhân nhà ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng, nếu không các ngươi đều phải chết. Nguyên Thần Thánh Tử lạnh lùng cười nói. Bất Tử Đế Tử ngay cả nhìn cũng không có được Nguyên Thần Thánh Tử một cái, ánh mắt rơi vào thiên đế chiến xa phía trên, lạnh lùng nói, thiên tử, ngươi thật đúng là tính toán thật lớn. Nguyên Thần Thánh Tử nhìn thấy chính mình vậy mà bị không nhìn, sắc mặt trở nên có chút khó coi, quát lạnh một tiếng nói, Bất Tử Đế Tử, ngươi chớ có tự lầm. Tà ma yêu nghiệt, người người phải giết, thiên tử đại nhân nhà ta khoan hồng độ lượng, nguyện ý tha cho ngươi không chết, ngươi nhất định muốn chết sao? Câm miệng, ngươi là thứ gì mà dám sủa chó trước mặt bổn tọa? Ánh mắt Bất Tử Đế Tử phát lạnh, nhìn chăm chăm Nguyên Thần Thánh Tử lạnh lùng nói. Bất Tử Đế Tử thân là con cháu của ma giới chúa tể, cũng là thiên tài chói mắt nhất chư thiên vạn giới, tự nhiên là vô cùng kiêu ngạo, trong cả thần giới có thể được hắn để vào mắt cũng chỉ có một mình thiên tử mà thôi, đương nhiên, hiện tại có lẽ còn phải thêm Lăng Tiêu. Nguyên Thần Thánh Tử loại này tiểu nhân vật, căn bản cũng không có bị hắn để vào mắt, nhưng là Nguyên Thần Thánh Tử 3 lần 7 lượt khiêu khích, vẫn là để cho trong lòng hắn tức giận. Ngươi đây là đang muốn chết. Nguyên Thần Thánh Tử tức giận đến cả người phát run, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Khi hắn nhìn thấy, vô luận là Bất Tử Đế Tử cũng tốt, hay là Lăng Tiêu cũng tốt, đều đã là bắt ba ba trong hũ, sinh tử chỉ ở trong một ý niệm của thiên tử đại nhân, nhưng những người này dĩ nhiên không có chút giác ngộ nào. Trời cao có đức hiếu sinh, ngươi nếu nguyện ý từ bỏ huyết mạch ma tộc, đầu nhập vào ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, ngươi thấy thế nào? Một đạo thanh âm lạnh nhạt mà mờ mịt từ trong thiên đế chiến xa truyền ra, vô cùng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai mỗi người. Thiên tử, lên tiếng rồi. Thiên tử, đây là một cái tên truyền kỳ. Thiên đế chính là nhân tộc cửu đế đứng đầu, là khai sáng nhân tộc kỷ nguyên chói mắt nhất tuyệt thế đại đế, chính là bởi vì thiên đế quật khởi, để nhân tộc từ hắc ám đi về phía quang minh, có được tốt đẹp tương lai, có thể nhập chủ thần giới, uy áp chư thiên. Mà thân là con nối dõi của thiên đế, từ khi sinh ra tới nay liền ẩn chứa quá nhiều sắc thái thần bí, gánh vác kỳ vọng của vô số người, đều hy vọng hắn có thể kéo dài huy hoàng của thiên đế, trở thành đại đế của nhân tộc. Kéo dài huyết mạch thiên đế, thiên phú của thiên tử tự nhiên là tuyệt thế vô song, được xưng là thiên đạo chi thể, có thể khống chế chư thiên vạn đạo bản nguyên, bất kỳ đạo pháp thần thông nào cũng có thể trong nháy mắt hiểu ra, càng là tu luyện thiên đế kinh, thực lực đủ để quét ngang thiên tài yêu nghiệt cùng đời, là chư thiên đệ nhất. Coi như là bất tử đế tử vô cùng kiêu ngạo, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thiên tử mạnh hơn hắn. Giờ phút này, thiên tử thanh âm tại bên tai mọi người vang lên, để cho tất cả mọi người là không khỏi thần sắc khẽ biến, ánh mắt đồng thời dừng ở thiên đế chiến xa phía trên, thần sắc khác nhau. Mà thiên tử trên chiến xa thiên đế, giống như là trung tâm thiên địa, thế gian chú ý, chói mắt sáng chói. Nhị đại gia, ta như thế nào cảm giác được thiên tử này cho ta cảm giác quen thuộc như vậy? Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên lộ ra một tia nghi hoặc, trong lòng thầm nói. Hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy một đạo thân ảnh trên chiến xa thiên đế, cũng cảm giác được có chút hoảng hốt, phảng phất đã từng gặp qua người này, để cho hắn có một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Có lẽ, ngươi thật sự đã từng gặp qua hắn. Nhị đại gia chậm rãi nói ra, thanh âm có chút khác thường, phảng phất như là đang đè nén cái gì, làm cho người ta nghe không ra bất luận cái gì tâm tình dao động. Ồ! Triệu Nhật Thiên gật gật đầu, hắn trời sinh tính lạc quan, chuyện không nghĩ ra đơn giản liền không suy nghĩ nữa. Bất tử đế tử nhìn chăm chăm thiên tử, ánh mắt băng hàn thấu xương, cười lạnh nói, thiên tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi quả thật rất mạnh. Ầm ầm. Quanh thân hắn tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm ba động, hư không hơi chấn động, đại la đồ quyển trôi nổi ở trong hư không, tràn ngập ra từng vòng cực đạo đế uy nguy hiểm, để cho bất tử đế tử cả người đều lộ ra tài năng. Hắn có được cực đạo đế binh, đại la đồ quyển, tuy rằng hắn cảm giác được, có lẽ hắn không phải là đối thủ của thiên tử, nhưng là có đại la đồ quyển tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề. Chỗ dựa của ngươi đơn giản chỉ là đại la đồ quyển, nhưng nếu đại la đồ quyển không còn thì sao? Thiên tử thanh âm vẫn như cũ rất bình thản, nhưng là nghe ở bất tử đế tử trong lỗ tai, giống như là một đạo kinh lôi nổ vang, để cho hắn sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái gì? Bùm! Trong chiến xa thiên đế, hào quang rực rỡ nở rộ ra, trong phút chốc có từng đạo kiếm quang rực rỡ ngang trời mà lên, ẩn chứa thiên uy khó lường, đan xen thành một mảnh lưới kiếm khủng bố, trực tiếp hướng đại la đồ bắn tới. Những kiếm quang kia vô cùng sắc bén, mỗi một đạo kiếm quang đều phảng phất ẩn chứa thiên đạo chí lý, lẫn nhau hình thành một đạo kiếm trận vô cùng cường đại, đem đại la đồ quyển bao phủ ở trong đó. Bất tử đế tử trong lòng thầm nghĩ không ổn, lúc kiếm quang bắn ra, cũng thúc giục đại la đồ quyển, nhưng đại la đồ quyển cùng kiếm quang va chạm, bộc phát ra thần mang mãnh liệt vô cùng, giống như là thiên băng địa liệt, khí tức khủng bố tới cực điểm. Mà cảm ứng giữa đại la đồ quyển và bất tử đế tử, giống như là bị kiếm quang ngăn cách, trở nên càng ngày càng yếu. Không tốt! Bất tử đế tử nháy mắt bay lên trời, sát ý quanh thân sôi trào, trực tiếp bộc phát chiến lực trí cường của thiên cảnh, toàn lực thúc giục đại la đồ quyển, muốn đánh nát lưới kiếm đan xen kia, sau đó một lần nữa trở về. Nhưng một đạo lưới kiếm cường đại kia, dĩ nhiên so với trong tưởng tượng còn kiên cố hơn, đem đại la đồ quyển hoàn toàn vây ở trong đó, hơn nữa số lượng kiếm quang phân hóa càng ngày càng nhiều, mưa kiếm ùn ùn kéo đến giống như là biển rộng mênh mông, làm cho người ta rất nhanh liền không nhìn thấy bóng dáng đại la đồ quyển. Cùng lúc đó, từ thiên đế chiến xa bên trong lại có một đạo sáng chói kiếm quang bắn tới, nhắm thẳng bất tử đế tử mi tâm. Thiên đạo đế kiếm. Đây là thiên đạo đế kiếm của thiên đế. Bất tử đế tử cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Thiên đạo đế kiếm chính là thiên đế cực đạo đế binh, ẩn chứa 3000 đại đạo lực lượng, uy lực vô cùng. Nghe đồn bên trong chính là thiên đế tập hợp chư thiên vạn giới bên trong, 3000 đại đạo bản nguyên chân ý luyện chế mà thành, ẩn chứa tài quyết chân ý, giống như là một phương thiên đạo, có thể hoành áp vạn giới, không thể so sánh khủng bố. Thiên đạo đế kiếm, thậm chí được xưng là chư thiên đệ nhất kiếm. Chỉ là truyền thuyết thiên đạo đế kiếm cùng thiên đế cùng nhau biến mất, bất tử đế tử thật không ngờ lại gặp được thiên đạo đế kiếm trong tay thiên tử, chẳng lẽ thật sự là thiên đế đem thiên đạo đế kiếm truyền cho hắn sao? Thanh kiếm này, cũng rất quen thuộc à? Triệu Nhật Thiên ánh mắt cũng là có chút cổ quái, ánh mắt rơi vào thiên đạo đế kiếm trên người, càng phát ra cảm giác quen thuộc, phảng phất hắn đã từng ở nơi nào nhìn thấy thiên tử cùng thiên đạo đế kiếm đồng dạng. Ầm ầm. Bất tử đế tử gặp phải nguy cơ cực lớn, thiên đạo đế kiếm cực kỳ khủng bố, chẳng những có thể lấy kiếm trận tạm thời vây khốn đại la đồ quyển, thậm chí còn có dư lực ra tay với bất tử đế tử. Để cho bất tử đế tử trong lòng chán nản chính là, đem hắn bước đến loại tình trạng này, mà thiên tử vậy mà ngay cả đi xuống thiên đế chiến xa cũng không có. Quanh người bất tử đế tử bộc phát ra khí tức cường đại, trong phút chốc thân thể hơi chấn động, thì có một đạo thân ảnh giống hắn như đúc xuất hiện ở trước mặt hắn, vô luận là khí tức, tu vi thậm chí linh hồn dao động đều giống nhau như đúc. Phụt! Kiếm quang trong nháy mắt xuyên thấu mi tâm của một đạo phân thân kia, đem một đạo phân thân kia triệt để chém giết, mà bất tử đế tử cũng làm mượn cơ hội thoát khỏi phạm vi phong tỏa của kiếm quang. Ngươi làm sao có thể vây khốn Đại La Đồ Quyển của ta, ngươi rốt cuộc là ai? Trong mắt Bất Tử Đế Tử tràn đầy vẻ khiếp sợ và phẫn nộ, hắn thật không ngờ Thiên Tử lại biết bí mật lớn nhất của hắn. Đại La Đồ Quyển mặc dù là cực đạo đế binh hắn có được, nhưng hắn vẫn không có cách nào hoàn toàn khống chế Đại La Đồ Quyển, giữa hai người phảng phất có một loại phản ứng bài xích khó hiểu, lúc trước có thể làm cho Đại La Đồ Quyển sống lại, vẫn là Bất Tử Đế Tử phải trả giá thật lớn mới có thể làm được. Thiên Tử lấy Thiên Đạo Đế Kiếm phân hóa ra đại đạo bổn nguyên lực, bám vào kiếm quang hình thành kiếm trận cường đại, làm cho liên hệ vốn rất yếu giữa Bất Tử Đế Tử và Đại La Đồ Quyển trở nên càng ngày càng yếu ớt. Nếu không phải bản thân đã biết bí mật giữa Bất Tử Đế Tử và Đại La Đồ Quyển, căn bản không có khả năng nhắm thẳng vào chỗ hiểm chính xác tàn nhẫn như thế, khiến Bất Tử Đế Tử không thể không hao tổn một đạo phân thân mới có thể tránh thoát sát chiêu này. Vèo, vèo, vèo. Thiên Tử phảng phất căn bản không có hồi phục Bất Tử Đế Tử ý nghĩ, Thiên Đế chiến xa bên trong hào quang rực rỡ, lại có vài đạo kiếm quang ngang không mà đến, ẩn chứa mênh mông cực đạo đế uy, phân mấy phương hướng hướng Bất Tử Đế Tử bắn tới, muốn đem hắn triệt để đóng đinh tại chỗ. Ầm ầm, những kiếm quang kia ở trong hư không phân hóa, có chút ẩn chứa ngập trời hỏa diễm, có chút có thể đóng băng hết thảy, có chút ẩn chứa vô tận lôi đình, mỗi một đạo kiếm quang đều phảng phất ẩn chứa một loại đại đạo bổn nguyên lực lượng, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, đem Bất Tử Đế Tử quanh thân yếu hại đều tập trung lại. Thiên Đạo Đế Kiếm chính là Thiên Đế cực đạo đế binh, trong truyền thuyết cầm trong tay Thiên Đạo Đế Kiếm là có thể khống chế thiên đạo lực lượng, điều động chư thiên vạn đạo, bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Đáng chết! Bất Tử Đế Tử sắc mặt đại biến, ánh mắt vô cùng âm trầm, quanh thân hắn bỗng nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt, để hư không chấn động, thiên địa nổ vang, một cỗ khí tức vô cùng khủng bố từ trong mi tâm của hắn phun ra. Đó là một đạo thân ảnh thoạt nhìn vô cùng mơ hồ, bốn phía hỗn độn khí trình nổi, hắc ám hào quang đan xen, tản mát ra một cỗ khí nuốt tám hoang lục hợp vô địch thế, tựa như vô thượng đế vương, uy nghiêm mà thần bí. Lạc ấn của Bất Tử Ma Đế sao? Thiên Tử có chút kinh ngạc nói. Đạo thân ảnh kia tản ra cực đạo đế uy cường đại, chính là dấu ấn Bất Tử Ma Đế lưu lại trong mi tâm Bất Tử Đế Tử, cũng là chỗ dựa và át chủ bài lớn nhất của Bất Tử Đế Tử. Nhưng dưới sự uy hiếp của Thiên Đạo Đế Kiếm, Bất Tử Đế Tử cũng không thể không triệu hồi ra lạc ấn của Bất Tử Ma Đế. Hắn cảm giác được tử vong uy hiếp, hắn rất có thể sẽ chết ở Thiên Đạo Đế Kiếm dưới kiếm khí. Ầm ầm, hư không chấn động, lạc ấn của Bất Tử Ma Đế hoành không dựng lên, một trường ấn khổng lồ hoành không đánh ra, nhất thời mấy đạo kiếm khí sắc bén kia tất cả đều bị oanh thành một mịn. Bất Tử Ma Đế thế đi không giảm, tung trời đánh thẳng vào lưới kiếm khí khổng lồ bị Đại La Đồ Quyền phong tỏa trong hư không. Trong hư không lưới kiếm kịch liệt run rẩy, phù văn nổ tung ra, thần quang đầy trời thổi quét tứ phương. Tuy rằng Thiên Đạo Đế Kiếm ẩn chứa thiên đạo lực, nhưng ấn ký Bất Tử Ma Đế ẩn chứa thần uy đại đế, dưới một kích trực tiếp đem lưới kiếm trên hư không đụng thành bột mịn. Đại La Đồ Quyển tỏa ra hào quang rực rỡ, trong núi từ trong hư không rơi xuống, trực tiếp cuốn Bất Tử Đế Tử lên. Thiên Tử, hôm nay ban thưởng, ta nhớ kỹ, ngày sau tất có hậu báo. Bất Tử Đế Tử gắt gao nhìn Thiên Tử, trong con ngươi tràn đầy sát ý phẫn nộ. Ầm ầm, hắn bị Đại La Đồ Quyển quét sạch, đồng thời cũng là đem Nguyên Thủy Đế Tử bao vây ở trong đó, trong nháy mắt tung trời dựng lên, trực tiếp phá vỡ hư không, chạy ra mảnh hư không này. Thiên Tử cũng không có truy sát Bất Tử Đế Tử cùng Nguyên Thủy Đế Tử, ánh mắt giống như thần dương rực rỡ chói mắt, phảng phất đối với Bất Tử Đế Tử cùng Nguyên Thủy Đế Tử đào tẩu, không có chút nào ngoài ý muốn. Thiên Tử đại nhân, cứ như vậy để cho bọn họ chạy trốn sao? Nguyên Thần Thánh Tử có chút không cam lòng hỏi. Nếu là có thể ở chỗ này chém Bất Tử Đế Tử cùng Nguyên Thủy Đế Tử, Thiên Tử thanh danh nhất định có thể chấn động chư thiên vạn giới, trở thành danh phù kỳ thực đệ nhất thiên kiêu, quét ngang hết thảy. Nhưng Nguyên Thần Thánh Tử cũng thật không ngờ, Thiên Tử lại thả cả Bất Tử Đế Tử và Nguyên Thủy Đế Tử đi. Lạc ấn phân thân của Bất Tử Ma Đế rất mạnh, nếu ta mạnh mẽ lưu lại Bất Tử Đế Tử, chỉ sợ sẽ chọc giận Bất Tử Ma Đế, giờ phút này còn không phải là thời khắc khai chiến toàn diện với ma giới. Thiên Tử thản nhiên nói, thanh âm vô cùng bình tĩnh. Hừ, thật sự là tiện nghi cho bọn họ. Nguyên Thần Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt có một tia thần sắc không cam lòng. Sau khi Bất Tử Đế Tử và Nguyên Thủy Đế Tử đào tẩu, trong ánh mắt mấy chục cường giả ma tộc còn lại đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng, thậm chí có người bắt đầu trở nên điên cuồng, muốn liều mạng. Dù sao, bọn họ cũng rất rõ ràng, không có Bất Tử Đế Tử và Nguyên Thủy Đế Tử, với thực lực của bọn họ căn bản không phải là đối thủ của cường giả nhân tộc. Giết bọn họ! Nguyên Thần Thánh Tử cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên nói. Ầm ầm, lập tức vài đạo cường giả nhân tộc cường đại xuất thủ, một đám khí thế như rồng, thần quang quanh thân mãnh liệt, bộc phát ra lực lượng bản nguyên đại đạo, giơ tay nhấc chân đều có thiên uy khó lường, ngang trời giết tới những cường giả ma tộc kia. Trong hư không mưa máu bay tán loạn, đại chiến kịch liệt trong nháy mắt liền bộc phát. Mặc dù cường giả ma tộc muốn liều mạng, thậm chí muốn tự bạo cùng cường giả nhân tộc đồng quy vu tận, nhưng phản kháng của bọn họ lại không có bất kỳ tác dụng gì, cuối cùng tất cả đều táng thân ở trong tay thiên kiêu nhân tộc, hoàn toàn hồn phi phách tán mà chết. Đến lúc này, trong hành động săn giết của ma tộc, ngoại trừ Bất Tử Đế Tử và Nguyên Thủy Đế Tử ra, tất cả cường giả thiên kiêu khác đều táng thân ở đây. Trong hư không tràn ngập nồng nặc huyết tinh khí tức, giống như là vừa mới trải qua một hồi đại chiến đồng dạng. Long Ngạo Thiên còn không thúc thủ chịu trói. Nguyên Thần Thánh Tử lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, quát lớn một tiếng nói. Ánh mắt của đông đảo cường giả nhân tộc tất cả đều rơi vào trên người đám người Lăng Tiêu, có chấn động, có khinh thường, có trào phúng, cũng có lạnh lùng. Khí tức cường đại vô cùng bộc phát ra, đem đám người Lăng Tiêu trung ương nhất tất cả đều tập trung lại. Thúc thủ chịu trói. Chẳng lẽ các người muốn ra tay với ta? Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, thản nhiên nói. Triệu Nhật Thiên, Lão Sơn Dương, Cẩm Sắt đám người tất cả đều đứng ở Lăng Tiêu bên người, một đám trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng cảnh giác thần sắc. Nhất là Viêm Đế Đỉnh của Triệu Nhật Thiên, hào quang rực rỡ, cổ xưa mà thần bí, xoay tròn trên đỉnh đầu Triệu Nhật Thiên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ thiên địa. Như thế nào? Thiên tử đại nhân muốn ra tay với ta? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong thanh âm lại tràn ngập vẻ trào phúng không chút che giấu. Thiên phú của ngươi quả thật không tệ, nhưng trước đó ngươi và cường giả ma tộc đều bị Đại La Đồ Quyển bao phủ, không ai biết các ngươi là nhân tộc chân chính, hay là ma tể tử trà trộn vào, cho nên các ngươi nhất định phải tiếp nhận kiểm tra. Thiên tử thản nhiên nói. Nếu chúng ta không muốn thì sao? Lăng Tiêu giận dữ mà cười nói, thiên tử cái gọi là tiếp nhận kiểm tra, bất quá chính là một cái cớ mà thôi, vì vẫn là muốn cho Lăng Tiêu mấy người bó tay chịu trói, sau đó bình yên vô sự đem bọn họ tra xét. Nhưng hiện tại, Lăng Tiêu cẩn thận dường như là ngoài dự liệu của thiên tử. Vì an nguy của hỗn độn cổ địa, vì phồn vinh thịnh vượng của nhân tộc, chúng ta nhất định phải ngăn chặn tất cả khả năng có hại cho nhân tộc, cho nên các ngươi phải bó tay chịu trói, sau đó tiếp nhận kiểm tra, nếu không, đó chính là con đường chết. Thiên tử thản nhiên nói, dường như không hề bởi vì lời nói của Lăng Tiêu mà bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Thật sự là ra vẻ đạo mạo a, cái gì chó má vì nhân tộc phồn vinh thịnh vượng. Muốn động thủ với chúng ta liền nói thẳng, cần gì phải che giấu. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng nói, trong con ngươi tràn ngập sát ý, trong lòng nó vô cùng phẫn nộ, sau khi nghe được lời của thiên tử, nhất thời liền biết thiên tử đây là không có hảo ý, nếu không một khi rơi vào trong tay thiên tử, bọn họ chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé. Đây là điều kiện bất luận kẻ nào cũng không có khả năng đáp ứng. Thiên tử rốt cục vẫn là đồ cùng truy kiến. Hắn lần này bày ra sát cục, vốn chính là dự định một hòn đá ném hai con chim, đã tiêu diệt rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt của ma tộc, vì nhân tộc diệt trừ đại họa, lại có thể chém giết đám người Lăng Tiêu, trừ bỏ một đại uy hiếp. Hôm nay, trong đông đảo thiên tài ma tộc, ngoại trừ Bất Tử Đế Tử và Nguyên Thủy Đế Tử chạy trốn, những người khác đoàn diệt, coi như hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn. Mà đám người Lăng Tiêu tự nhiên cũng trở thành mục tiêu thiên tử nhắm vào. Ầm ầm. Chiến xa thiên đế tản ra khí tức cổ xưa mà uy nghiêm, ánh nắng vàng rực rỡ chói mắt, phù văn cổ xưa phía trên hình thành đủ loại cảnh tượng thần bí, làm cho thiên tử phía trên thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm mà thần bí. Đông đảo cường giả nhân tộc vây khốn đám người Lăng Tiêu, khuôn mặt lạnh lùng, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Vạn Phật Tự, Tịch Diệt Ma Tông, Cửu Trọng Đế Khuyết, Ngũ Hành Thánh Tông, Thời Không Thiên Môn, tất cả đều đến đông đủ chưa? Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn những cường giả nhân tộc kia, chậm rãi nói ra. Những cường giả nhân tộc kia thực lực đều là sâu không lường được, tất cả đều là đạp thiên tam cảnh tu vi, hơn nữa căn cứ khí tức trên người bọn họ, Lăng Tiêu rất dễ dàng liền đoán ra thân phận của bọn họ. Ngoại trừ Hỗn Độn Thiên Tông, Luân Hồi Thần Điện, Thái Thượng Đạo Cung và Chiến Thần Điện ra, thánh tử thiên kiêu của 8 thánh địa khác đều đã đến đông đủ. Hơn nữa, Lăng Tiêu thức hải bên trong Vô Tự Thiên Thư cũng tại hơi rung động, tản ra hoặc sáng hoặc tối hào quang, đó là cảm ứng được 12 thiên công bí thuật khí tức, càng làm cho Lăng Tiêu xác định, những này thánh tử thiên kiêu trên người, nhất định có 12 thiên công bí thuật truyền thừa. Thiên tử đại nhân chính là con nối dõi của thiên tử, nếu ngươi không có vấn đề, hắn nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nguyên Thần Thánh Tử cười lạnh một tiếng nói, đảm đương chức trách chó săn rất tốt. Theo hắn xem ra, Lăng Tiêu đám người đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vô luận có hay không phản kháng, đều không có chút nào ngoài ý muốn. Thiên tử đại nhân chiến lực vô song, lấy sức một mình trấn áp Bất Tử Đế Tử, Thiên Đạo Đế Kiếm quét ngang bát hoang, uy lực vô cùng, căn bản không phải Lăng Tiêu đám người có khả năng chống lại. Chớ đừng nói chi là, lúc này đây 8 đại thánh địa thánh tử thiên kiêu cũng đều đi tới nơi này. Thật là khẩu khí lớn a. Ta thật muốn nhìn xem, các ngươi có bản lĩnh gì dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lão Sơn Dương giận dữ cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia hung mang. Bùm! Khí thế cường đại quanh thân hắn bốc lên, thôn thiên trận bàn cổ xưa mà thần bí trôi nổi ở trên đỉnh đầu của hắn, tản mát ra từng sợi cực đạo đế uy cường đại. Cẩm Sắt, Vô Lương đạo nhân, Phong Thanh Dương mặc dù không nói gì, nhưng cũng đều là đồng dạng bộc phát ra khí tức cường đại, bắt đầu đề phòng. Mà Triệu Nhật Thiên hơi xuất thần, trong ánh mắt có một tia mờ mịt. Thiên Đạo Đế Kiếm, Thiên Đế Chiến Xa, còn có Thiên Tử, ta đều cảm giác được rất quen thuộc, ta thật sự gặp qua bọn họ sao? Triệu Nhật Thiên trong lòng nhẹ giọng lẩm bẩm, loại cảm giác quen thuộc này làm cho hắn có chút khó chịu, nhưng lại có lực lượng thần bí nào đó, ngăn cản hắn đi thăm dò nguyên nhân trong đó. Nhật Thiên, hiện tại cũng không phải là ngươi ngần người thời điểm, hay là ngẫm lại nên như thế nào giải quyết trước mắt nan đề đi, thiên tử này xem ra là thật muốn đem mạng của các ngươi lưu lại a. Nhị đại gia có chút nói không tỉ mỉ, nhưng thanh âm lại có chút lạnh như băng, giống như là đang đè nén phẫn nộ của mình. Thiên đế chi tử thì như thế nào? Muốn đem mạng của chúng ta lưu lại, hắn còn không có tư cách này. Triệu Nhật Thiên phục hồi tinh thần lại, cười lạnh một tiếng nói. Ầm ầm. Viêm đế đỉnh phiêu phù ở trong hư không, đem đám người Lăng Tiêu tất cả đều bao phủ lên, ngọn lửa hừng hực quanh người bốc lên, phảng phất có thể đem hư không thiêu đốt lên, một cỗ cực đạo đế uy cường đại tràn ngập ra, để cho thiên địa nổ vang, nhật nguyệt vô quang. Tranh, phảng phất là cảm giác được khí tức viêm đế đỉnh, trên chiến xa thiên đế, có kiếm khí mênh mông bốc lên, tiếng kiếm minh vô cùng sáng chói, bong bong rung động, không dứt bên tai. Thiên đạo khí tức mênh mông bộc phát ra, giống như biển rộng mãnh liệt mênh mông, nương theo từng đạo kiếm khí bốc lên, ở trong hư không hóa thành một thanh kiếm cương dài vạn trượng, đem viêm đế đỉnh tập trung lại. Thiên đạo đế kiếm xuất thủ. Hai đại cực đạo đế binh ở trong hư không chống lại, cực đạo đế uy khủng bố quét ngang tứ phương, thần quang tung hoành thiên khung, giống như lôi đỉnh chấn động thiên địa, đem không gian bốn phía đều xoắn thành bột mịn. Hả? Lăng Tiêu con người chi trung phong quang lóe lên, hắn phát hiện viêm đế đỉnh tuy rằng cường đại vô cùng, nhưng thiên đạo đế kiếm lại như là triệt để hồi phục đồng dạng, kiếm khí càng ngày càng khủng bố, giống như là có được sinh mệnh bình thường, làm cho da đầu người tê dại, phảng phất có thể phá nát hết thảy. Thiên đạo đế kiếm lại bắt đầu áp chế viêm đế đỉnh. Đáng chết! Nếu không phải vì lúc trước chống lại Đại La Đồ Quyển, sao lại bị thiên tử thừa cơ mà vào? Sắc mặt đám người Lão Sơn Dương đều có chút khó coi. Sống lại cực đạo đế binh cùng không có sống lại cực đạo đế binh, căn bản không phải cùng một cấp bậc, sống lại cực đạo đế binh, giống như là một tôn vô thượng đại đế, có thể chấn sát hết thảy, uy lực khủng bố ngập trời. Mà cực đạo đế binh không có hồi phục, tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng mạnh rất có hạn. Ầm ầm. Viêm đế đỉnh hỏa diễm bốc lên, thần quang rực rỡ chói mắt, nguyên bản chống đỡ một mảnh cổ xưa mà thần bí kết giới, nhưng giờ phút này lại bị thiên đạo đế kiếm áp chế, bắt đầu thu nhỏ lại, trở nên càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đem Triệu Nhật Thiên cùng Lăng Tiêu đám người hộ ở trong đó. Đây là viêm đế đỉnh trong truyền thuyết sao? Thật không ngờ ngươi lại có thể nhận được truyền thừa của viêm đế. Truyền thừa trọng yếu như vậy, căn bản không phải ngươi có khả năng thừa nhận, hay là giao ra đi. Thanh âm nhàn nhạt của thiên tử vang lên trong hư không. Nhưng là hắn mỗi một chữ, đều phảng phất ẩn chứa đại đạo thần uy, giống như lôi đình ở trong hư không nổ vang, bao trùm này một phương thiên khung. Vèo, 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 thanh âm của hắn vừa dứt, kiếm cương khổng lồ vô cùng trong hư không liền ầm ầm chém xuống, va chạm kịch liệt với viêm đế đỉnh, phù văn vô tận nổ nát ra, hỏa diễm nhao nhao vỡ nát, ngay cả kết giới của đám người viêm đế đỉnh hộ chi Lăng Tiêu cũng bắt đầu lay động. Thiên đạo đế kiếm ở trong hư không hiện ra từng đạo kiếm quang vô cùng sắc bén, nhao nhao hướng viêm đế đỉnh chém xuống, làm cho viêm đế đỉnh phát ra quang mang rực rỡ, đang rung động kịch liệt. Chỉ bằng ngươi, cũng dám mơ ước ta Triệu Nhật Thiên đồ vật. Đừng nói ngươi là thiên đế con trai, cho dù thiên đế, cũng không có tư cách. Triệu Nhật Thiên giống như hoàn toàn bị chọc giận, trong ánh mắt lộ ra một tia hung quang, nhìn chăm chăm thiên tử trên chiến xa thiên đế lạnh lùng nói. Bùm! Chu thân Triệu Nhật Thiên phun ra thần quang mãnh liệt chói mắt, như là hỏa diễm phần thiên diệt địa, lại như là vô lượng quang khai thiên lập địa, trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, giống như nước lũ hướng trong viêm đế đỉnh vọt tới. Trong dòng nước lũ vô tận, Triệu Nhật Thiên thoạt nhìn uy nghiêm mà bất hủ, tựa như một vị cổ chi thiên đế, bộc phát ra tuyệt thế phong mang. Ầm ầm. Nước lũ mãnh liệt quanh thân Triệu Nhật Thiên dâng lên, phảng phất có thể đập nát thiên địa, ẩn chứa lực lượng chấn động vô cùng khủng bố, sau khi dung nhập vào viêm đế đỉnh, khiến viêm đế đỉnh trong nháy mắt bộc phát ra quang mang vô cùng mãnh liệt. Một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa tràn ngập ra, viêm đế đỉnh lại một lần nữa sống lại. Đó là lực lượng gì? Thái Dương Thánh Thể căn bản không có khả năng có lực lượng khủng bố như thế. Cả người Lăng Tiêu cũng chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Hắn vẫn luôn cho rằng Triệu Nhật Thiên là Thái Dương Thánh Thể, vô luận là Triệu Nhật Thiên có thể bộc phát ra trí dương lực, hay là Triệu Nhật Thiên chiếm được viêm đế truyền thừa, được cực đạo đế binh Viêm Đế Đỉnh tán thành, đây đều là điều kiện Thái Dương Thánh Thể mới có, nhưng cho đến giờ phút này Lăng Tiêu mới bỗng nhiên phát hiện, có lẽ hắn sai rồi. Thể chất của Triệu Nhật Thiên căn bản không phải là Thái Dương Thánh Thể, đừng nói là Thái Dương Thánh Thể, cho dù là Vô Cực Thánh Tử Hỗn Độn Thánh Thể, cũng không có khả năng bộc phát ra lực lượng khủng bố như thế. Đây là lực lượng cấm kỵ. Trong thức hải của Lăng Tiêu, khí linh Lôi Linh Vương của Phiên Thiên Ấn có chút run rẩy nói, tràn ngập dao động khó có thể tin, như là nhận ra cái gì. Sức mạnh cấm kỵ. Cái gì là sức mạnh cấm kỵ? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Chủ nhân, trong khoảng thời gian này ta cùng Phiên Thiên Ấn dung hợp càng ngày càng sâu, từ trong đó chiếm được một ít thời kỳ thượng cổ ấn ký, biết một ít bí ẩn. Người biết không? Thiên đế có được chính là cấm kỵ thân thể, đó là ngay cả thiên đạo đều kiêng kỵ thể chất cùng lực lượng. Truyền thuyết thiên đế cả đời nhiều tai nạn khó khăn, nhưng mỗi lần nghịch lưu mà lên, ở trong tuyệt cảnh chém giết cường địch, cuối cùng từng bước một được chứng minh thiên đạo, cũng là bởi vì hắn có được cấm kỵ thân thể. Trên người Triệu Nhật Thiên bộc phát ra loại lực lượng này, rất giống là cấm kỵ chi thể, thật sự là kỳ quái, thiên tử chính là con cháu thiên đế, không có kế thừa cấm kỵ chi thể, ngược lại là Triệu Nhật Thiên có được cấm kỵ chi thể. Bất quá thoạt nhìn cũng không quá giống. Người có được thân thể cấm kỵ vì trời đố kỵ, cả đời nhiều tai nhiều nạn, nhưng Triệu Nhật Thiên này lại quả thực chính là con ruột của thiên đạo, vận khí nghịch thiên tới cực điểm. Từ điểm này mà xem, Triệu Nhật Thiên lại không giống như là cấm kỵ chi thể. Lôi Linh Vương chậm rãi nói, đến cuối cùng chính mình cũng có chút hồ đồ. Cấm kỵ chi thể, cấm kỵ lực lượng sao? Lăng Tiêu trong con người phong mang lóe ra, hắn có thể từ Triệu Nhật Thiên trên người cảm giác được cỗ kia nghịch thiên lực lượng, phảng phất có thể xé nát hết thảy, vô cùng khủng bố. Mà Viêm Đế Đỉnh sau khi dung hợp loại lực lượng này lại trực tiếp hồi phục. Bùm! Viêm Đế Đỉnh hào quang rực rỡ tới cực điểm, ầm ầm va chạm với Thiên Đạo Đế Kiếm trong hư không, đem kiếm cương của Thiên Đạo Đế Kiếm oanh thành một mịn. Khắp bầu trời đều là ngọn lửa mãnh liệt, Viêm Đế Đỉnh trôi nổi trên hư không, giống như là một viên mặt trời rực rỡ. Phốc! Sau khi Triệu Nhật Thiên phun ra cỗ lực lượng cấm kỵ kia, không khỏi cả người run lên, giống như là gặp phải trọng thương, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, cơ hồ sẽ từ trong hư không ngã xuống. Triệu Nhật Thiên, ngươi không sao chứ? Lăng Tiêu nhanh tay lẹ mắt, trong nháy mắt thả người mà đến, đỡ lấy Triệu Nhật Thiên. Bất quá hình như là thoát lực, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, vừa rồi ta làm cái gì? Triệu Nhật Thiên lắc đầu nói, nhưng trong ánh mắt tràn đầy vẻ mê mang, phảng phất không biết vừa rồi là hắn động thủ. Ong! Mất đi lực cấm kỵ trong thiên thể Triệu Nhật, Viêm Đế Đỉnh hồi phục giống như là nước không có nguồn, lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, trôi nổi ở trên đỉnh đầu mọi người. Bùm! Mà cùng lúc đó, thần quang khủng bố trên chiến xa thiên đế bốc lên, thiên địa đều đang run rẩy kịch liệt, hỗn độn quang trực tiếp nổ tung, một đạo thân ảnh từ trong đó cất bước mà ra, tản ra khí tức không ai bì nổi. Đó là một người đàn ông hoàn hảo. Dáng người hắn thon dài mà anh vĩ, mặc chiến giáp hoàng kim, chân đạp chân long dày, đầu đội mũ ngọc, da thịt trong suốt như ngọc, thoạt nhìn vô cùng tuấn mỹ, nhất cử nhất động đều tản ra khí tức uy nghiêm mà thần bí. Đôi mắt của hắn thoạt nhìn vô cùng thâm thúy, trong đó phù văn rực rỡ lóa mắt, phảng phất ẩn chứa một mảnh thế giới hỗn độn, làm cho người ta vừa nhìn liền không khỏi đắm chìm ở trong đó không cách nào tự kiềm chế. Hắn từ trên thiên đế chiến xa đi xuống, giống như là một tôn tuần tra chư thiên vạn giới vô địch đại đế, tự có một loại khí độ tuyệt thế vô song, làm cho lòng người chết không thôi. Nhưng giờ phút này, ánh mắt của hắn mãnh liệt vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Nhật Thiên, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, nghi hoặc cùng thần sắc khó có thể tin. Thoạt nhìn tướng mạo ngược lại là không tệ, cùng Mũi Châu lão đạo có được liều mạng, nhưng lão tử chính là nhìn hắn không vừa mắt, muốn ở trên mặt của hắn đạp một móng. Lão Sơn Dương nhìn nam tử mặc chiến giáp hoàng kim, có chút khó chịu nói. Không thể không nói, thiên tử bề ngoài quá mức hoàn mỹ vô khuyết, coi như là băng sơn nữ thần sau khi nhìn thấy đều sẽ khó có thể tự kiềm chế, thiên phú vô song thánh tử thiên kiêu đều phải tự ti mặc cảm, trách không được thiên tử sẽ có nhiều như vậy tùy tùng. Ngươi là ai? Thiên tử nhìn chằm chằm Triệu Nhật Thiên thản nhiên nói. Ta là Triệu Nhật Thiên đại gia ngươi. Ngươi chính là thiên tử. Thoạt nhìn cũng bất quá như thế, qua loa chỉ có ta một nửa anh tuấn mà thôi. Triệu Nhật Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, giờ phút này một bên ăn vào chữa thương thánh đan, một bên ngạo nghễ cười nói, vẻ mặt đều là cuồng vọng mà kiêu ngạo thần sắc. Ngươi không phải hắn, cũng không thể là hắn. Thiên tử nhìn chăm chăm Triệu Nhật Thiên một lát, lắc đầu nói, mũi nhọn trong con ngươi chậm rãi biến mất, một lần nữa trở nên lạnh lùng. Này, tiểu tử ngươi đem nói xong, ta phiền nhất người khác nói chuyện nói một nửa. Lòng hiếu kỳ của Triệu Nhật Thiên bị gợi lên, khó chịu nhìn thiên tử nói, ngươi tuy rằng không phải hắn, nhưng người vẫn phải chết. Thiên tử chậm rãi nói, quanh thân tản mát ra một cỗ sát ý ngập trời, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, trở nên vặn vẹo. Ầm ầm, Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh cổ kiếm, thoạt nhìn phong cách cổ xưa vô cùng. Một bên có khắc núi non cỏ cây, nhật nguyệt tinh thần, bên kia thì khắc có thiên địa vạn linh, hàng tỷ thần ma cảnh tượng, ẩn chứa mênh mông thiên đạo chi uy. Đây chính là thiên đế đã từng bội kiếm, trong truyền thuyết chém giết qua hàng tỷ thần ma, tàn sát qua chư thiên vô số chủng tộc cường đại cường giả, nhiễm qua đại đế huyết, có thể khống chế chư thiên vạn đạo tuyệt thế chi kiếm. Chư thiên đệ nhất kiếm, thiên đạo đế kiếm. Thiên tử cầm trong tay thiên đạo đế kiếm, chỉ về phía đám người Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên, làm cho đám người Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đều là không khỏi cả người run lên, cảm giác được một cỗ phong mang tuyệt thế đem bọn họ tập trung lại. Loại lực lượng khủng bố này, cho dù là Viêm Đế Đỉnh cũng không có cách nào ngăn cách, sát khí mãnh liệt tới cực điểm. Ánh mắt Lăng Tiêu trở nên ngưng trọng, hôm nay Triệu Nhật Thiên như là bị thương nặng, Viêm Đế Đỉnh chỉ sợ cũng không có cách nào ngăn cản thiên đạo đế kiếm mũi nhọn, bọn họ gặp một lần khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Lăng Tiêu như là làm ra quyết định nào đó, trong con người lộ ra một tia sắc bén. Thiên tử từ trên chiến xa thiên đế đi xuống, cầm trong tay thiên đạo đế kiếm, đem đám người Lăng Tiêu tập trung lại, sát ý quanh thân sôi trào, hoàn toàn động sát tâm. Thiên đạo đế kiếm tuyệt thế phong mang bộc phát ra, giống như là hoàn toàn hồi phục, cực đạo đế uy ở trong hư không bộc phát ra, để Viêm Đế Đỉnh đều ở kịch liệt rung động. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm thiên tử cùng thiên đạo đế kiếm, ý niệm trong lòng cực nhanh chuyển động. Thiên tử tu vi cao nhất cũng bất quá là thiên cảnh, không có khả năng để cho thiên đạo đế kiếm hoàn toàn hồi phục, nhất định là dùng bí pháp nào đó mới có thể kích phát thiên đạo đế kiếm lực lượng, để cho hắn hồi phục. Đây là một lần cực lớn nguy cơ, muốn vượt qua lần này nguy cơ, đầu tiên phải làm chính là ngăn trở thiên đạo đế kiếm, hơn nữa triệt tiêu thiên đạo đế kiếm khôi phục cực đạo đế uy. Nếu không, một khi Viêm Đế Đỉnh kết giới bị phá vỡ, thiên đạo đế kiếm dưới một kích, Lăng Tiêu đám người sẽ triệt để hóa thành cho bụi, không có chút nào may mắn thoát khỏi. Ầm ầm, thiên tử cầm trong tay thiên đạo đế kiếm mà đến, mỗi một bước ra đều sẽ làm hư không nổ vang, bốn phương thiên địa chấn động, sương mù hỗn độn từ dưới chân của hắn dâng lên, ở trong hư không tràn ngập ra. Ánh mắt hắn vô cùng lạnh lùng, đem đám người Lăng Tiêu tập trung lại. Chính xác mà nói, là khóa chặt Triệu Nhật Thiên lại. Cái loại này mãnh liệt sát ý không có chút nào che giấu, phảng phất muốn đem Triệu Nhật Thiên tru sát 1000 lần, 1,000 lần mới có thể bỏ qua. Thiên đạo đế kiếm nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, giống như một đạo sao băng ngang trời mà đến, rực rỡ vô cùng, nhưng ẩn chứa lực lượng khủng bố, làm cho người ta cảm giác được tử vong uy hiếp. Giết! Thần quang trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên, trong miệng hét lớn một tiếng nói. Hắn tung trời mà lên, thần quang ngập trời quanh thân dâng lên, hai tay đẩy ngang ra, trong hỗn độn quang mênh mông, một vầng trăng tròn rực rỡ ngang trời mà lên, thoạt nhìn sáng tỏ không tì vết, ẩn chứa lực lượng dao động thần bí khó lường. Thiên địa trong lúc đó đại đạo bổn nguyên lực lượng đều tại giờ khắc này chen chúc mà đến, trùng trùng điệp điệp tràn vào đến trong trăng tròn, làm cho nó trở nên càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng thần bí, ở trong hư không nhỏ xoay tròn lên, chắn ở thiên đạo đế kiếm trước mặt. Một cỗ lực lượng mênh mông ở trong hư không bộc phát. Bùm! Thiên đạo đế kiếm lăng không mà đến, trong phút chốc liền cùng một vòng trăng tròn kia đụng vào nhau, thần quang mãnh liệt trong hư không ầm ầm nổ tung, giống như gió lốc thổi quét tứ phương. Hàng tỷ đạo thần quang xông lên trời, ẩn chứa đại đạo bổn nguyên chi lực, sau đó ầm ầm chôn vùi ra. Cỗ khủng bố kia nổ tung, giống như là khai thiên tích địa bình thường, dựng dục ra một phương thế giới cổ xưa, để trong hư không đều xuất hiện một mảnh chân không thật lớn. Ong! Một vầng trăng tròn kia phảng phất dính vào thiên đạo đế kiếm, hai người va chạm trên hư không, mơ hồ có chút giằng co không dứt, thiên đạo đế kiếm bộc phát ra mũi nhọn tuyệt thế, từng đạo kiếm khí tung hoành hư không, nhưng tất cả đều bị vầng trăng tròn kia chôn vùi. Đây là Tạo Hóa Ngọc Điệp. Ánh mắt thiên tử chấn động, có chút kinh ngạc nói. Hắn trong nháy mắt liền nhận ra, vầng trăng tròn sáng chói kia chính là chí bảo hỗn độn trong truyền thuyết Tạo Hóa Ngọc Điệp. Trong tay Lăng Tiêu vốn đã có mảnh vỡ Tạo Hóa Ngọc Điệp, mà sau khi thôn phệ huyết ma đế quân, lại từ chỗ huyết ma đế quân lấy được một mảnh vỡ, để Tạo Hóa Ngọc Điệp đã hoàn chỉnh hơn phân nửa, một mực ẩn dưỡng trong nguyên thần của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nguyên bản cũng không muốn vận dụng Tạo Hóa Ngọc Điệp, thế nhưng thiên đạo đế kiếm quá mức sắc bén, có thể khống chế chư thiên vạn đạo, cũng chỉ có đồng dạng khống chế chư thiên đại đạo bản nguyên Tạo Hóa Ngọc Điệp mới có thể cùng chống lại. Lăng Tiêu sắc mặt hơi có chút tái nhợt, tế xuất Tạo Hóa Ngọc Điệp, để cho nguyên thần của hắn đều là bị hao tổn thật lớn, mặc dù có Tạo Hóa Ngọc Điệp bảo hộ, nhưng là mỗi một lần cùng thiên đạo đế kiếm giao thủ, Lăng Tiêu đều có thể cảm giác được cái loại này tung hoành vô cùng tuyệt thế kiếm quang, để cho nguyên thần của hắn vẫn là bị một ít thương thế. Bùm, bùm, bùm. Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng thiên đạo đế kiếm ở trong hư không va chạm, thiên đạo đế kiếm đã hồi phục, dĩ nhiên cũng không có cách nào làm gì cái này một kiện hỗn độn chí bảo, đến cuối cùng khôi phục lực lượng từng chút bị hao hết, thiên đạo đế kiếm mũi nhọn cũng là chậm rãi tiêu tán. Thật không ngờ trong tay ngươi còn có Tạo Hóa Ngọc Điệp. xem ra ta thật đúng là xem thường ngươi. Ngươi lại cho ta một lý do không thể không giết ngươi. Ánh mắt thiên tử tràn ngập hàn mang, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu chậm rãi nói. Muốn giết ta? Vậy thì không cần nhiều lời vô nghĩa như vậy, dưới tay thấy chân chương đi. Sắc mặt Lăng Tiêu mặc dù có chút tái nhợt, nhưng trong con ngươi chiến ý bốc lên, không có một tia ngại. Khí tức kinh khủng quanh thân hắn bốc lên, phảng phất có thể chôn vùi hư không, cả người thẳng tắp như kiếm, tràn ngập chiến ý cường đại. Lại nói tiếp, thiên tử đã sớm không có hảo ý với hắn, ân oán của bọn họ từ trước hỗn độn cổ địa cũng đã bắt đầu. Muốn đánh một trận với thiên tử đại nhân, ngươi còn chưa đủ tư cách, ta tới đánh ngươi. Một đạo thanh âm lạnh lùng tại trong hư không vang lên, từ sau lưng thiên tử chậm rãi đi ra một cái cầm trong tay phương thiên họa kích, thân hình cao lớn khôi ngô nam tử trẻ tuổi. Hắn mặc kỳ lân chiến giáp màu đen, cầm trong tay phương thiên họa kích, thoạt nhìn tư thế oai hùng bừng bừng, khí tức sâu không lường được, khuôn mặt anh tuấn mà lãnh khốc, trong con ngươi ẩn chứa khí tức hủy diệt dao động. Toàn thân hắn đều tản ra một cỗ tịch diệt chi khí, chiến ý cường đại vô cùng, cùng Lăng Tiêu chống lại dĩ nhiên không chút nào rơi vào hạ phong. Là Tịch Diệt Thánh Tử Tịch Diệt Thiên Tông ra tay. Có người kinh hô một tiếng nói. Tịch Diệt Thiên Tông đệ nhất thiên kiêu, đánh vỡ 2 lần cực hạn địa cảnh cường giả, tùy thời đều có thể đánh vỡ lần thứ 3 cực hạn, bước vào thiên cảnh bên trong, giờ phút này đứng ra. Long Ngạo Thiên, người bất kính với thiên tử đại nhân, chính là bất kính thiên đế, chính là phản đồ của nhân tộc ta, còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Lại có một đạo thân ảnh đứng ra, đó là một người mặc áo bào trắng người trẻ tuổi, con ngươi là màu bạc, cầm trong tay một thanh quyền trượng, khí tức vô cùng thần bí, lưu động một loại năm tháng dao động. Thời bất phàm. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, phát hiện đây dĩ nhiên là hắn một người quen, đã từng tại thời không học viện nhìn thấy thiên tài cường giả thì bất phàm. Bất quá hắn phát hiện, người trước mắt này cùng thời bất phàm tuy rằng lớn lên giống nhau như đúc, nhưng khí tức lại có chút bất đồng, phảng phất bao hàm toàn diện, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng ba động. Hắc hắc, hai vị đạo huynh, người này vẫn là giao cho ta đi, để cho ta trực tiếp lau cổ của hắn chẳng phải tốt hơn sao? Một đạo âm chắc âm thanh vang lên, có vẻ có chút mơ hồ bất định, làm cho người ta không suy nghĩ được vị trí của nó. Nhưng Lăng Tiêu lại mơ hồ nhìn thấy, đó là một đạo bóng đen như có như không, ẩn giấu ở trong hư không, phảng phất cùng thiên địa dung làm một thể, người bình thường căn bản không phát hiện được. Cường giả Quang Ám Thiên Tông. Vèo, vèo, vèo. Còn có mấy đạo thân ảnh đồng thời vọt ra, từng cái khí tức sâu không lường được, trong con người lóe ra hào quang lạnh lùng, đem Lăng Tiêu vây ở trung ương. Một tăng nhân áo bào trắng, một thư sinh cầm quạt xếp trong tay, một thanh niên áo bào đen, còn có một thánh tử nguyên thần mặc đạo bào ngũ sắc. Cường giả thiên kiêu của Vạn Phật Tự, Vận Mệnh Thần Điện, Thiên Chú Tông cùng với Ngũ Hành Thiên Tông tứ đại thánh địa cũng ra tay. Ngoại trừ thiên tử ra, tổng cộng 7 đại cường giả thiên kiêu, mỗi người đều có tu vi địa cảnh, khí tức vô cùng cường đại, đem Lăng Tiêu tập trung lại, tùy thời đều chuẩn bị ra tay. Bọn khốn kiếp các ngươi muốn lấy nhiều hiếp ít sao? Thật sự cho rằng chúng ta sợ các ngươi sao? Lão Sơn Dương lập tức nổi giận, trong con người hung quang lóe ra. Chiến thì chiến, thật sự cho rằng ăn chắc chúng ta sao? Vô Lương đạo nhân cũng cười lạnh nói. Tới tới, để Triệu Nhật Thiên ra các ngươi làm thịt các ngươi. Thật đúng là cho rằng ôm đùi thiên tử là có thể kê cao gối mà ngủ. Triệu Nhật Thiên cũng nổi giận, không để ý bản thân còn đang chữa thương, trực tiếp bộc phát ra khí tức dao động cường đại. Cẩm Sắt cùng Phong Thanh Dương mặc dù không nói gì, nhưng là ánh mắt lạnh lùng, quanh thân sát ý tràn ngập, đã làm tốt đại chiến chuẩn bị. Tuy rằng đối mặt với thiên tử, để cho bọn hắn cảm giác được áp lực cực lớn, nhưng đồng dạng cũng là kích phát chiến ý trong lòng bọn hắn đã chuẩn bị tốt tử chiến đến cùng, không tiếc sinh tử, không biết sống chết. Ngươi đã muốn chết, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Trong con ngươi thiên tử sát ý tràn ngập, trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, Thiên Đạo Đế Kiếm liền từ trong hư không bay trở về, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn cầm trong tay Thiên Đạo Đế Kiếm lăng không mà đứng, kiếm ý quanh thân bốc lên, một cỗ kiếm ý tuyệt thế đem đám người Lăng Tiêu tập trung lại. 7 đại thiên kiêu càng là ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy vẻ trào phúng, một bộ ăn chắc bộ dáng cùng tư thái của đám người Lăng Tiêu. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong hư không bỗng nhiên có kiếm ý mãnh liệt bốc lên, trùng trùng điệp điệp tung hoành mấy vạn dặm, ẩn chứa sinh mệnh cùng tử vong khí tức, kiếm ý vô cùng thuần túy. Thiên tử, dám đánh một trận không? Thanh âm lạnh nhạt mà bình tĩnh ở trong hư không vang lên, giống như một đạo kinh lôi nổ tung, để cho tất cả mọi người là không khỏi ngẩng đầu lên. Trong hư không, một người mặc áo bào đen người trẻ tuổi lăng không mà đến, quanh thân kiếm ý thuần túy vô cùng, ẩn chứa vô cùng sắc bén mũi nhọn, phảng phất có thể phá nát hết thảy. Nhất là đôi mắt kia, tựa như tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng mãnh liệt. Là hắn. Lão Sơn Dương cùng đạo nhân Vô Lương đều chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vui mừng lẫn lộn. Người tới là người phương nào? Ánh mắt thiên tử ngưng tụ, Nhìn chăm chăm người trẻ tuổi áo đen nhàn nhạt nói, hắn có thể cảm giác được, người trẻ tuổi áo đen này mặc dù chỉ có tu vi địa cảnh, nhưng tàn mát ra một loại khí tức làm cho hắn đều cảm giác được uy hiếp cường đại. Độc Cô Cầu Bại. Thanh niên áo đen thản nhiên nói. Độc Cô Cầu Bại, tới rồi. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra mỉm cười, tại kia cỗ sinh tử đan sen kiếm ý vắt ngang bầu trời thời điểm, hắn biết là Độc Cô Cầu Bại đến. Thật không ngờ tại loại thời khắc này, Độc Cô Cầu Bại còn có thể đến đây viện trợ, để Lăng Tiêu trong lòng cũng là sinh ra một tia ấm áp. Độc Cô Cầu Bại, tên thật cuồng vọng, ngươi cứu Long Ngạo Thiên phải không? Không biết tự lượng sức mình. Nếu đã đến đây, vậy thì cùng chết với hắn đi. Thiên Tử đạm mạc nói. Thiên Tử, ngươi trang bức như vậy, không sợ bị sét đánh sao? Bỗng nhiên, lại có một thanh âm vang lên trong hư không, ẩn chứa dao động trào phúng nhàn nhạt. Vèo, một đạo thân ảnh từ xa cực nhanh mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt đám người Lăng Tiêu, vẻ mặt đều là thần sắc cuồng vọng kiêu ngạo, khoanh tay mà đứng, lỗ mũi hướng lên trời, quả thực so với Triệu Nhật Thiên còn muốn kiêu ngạo hơn. Chỉ là, hắn bộ dạng quá xấu, xấu đến mọi người căn bản không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Diệp Lương Thần. Trong con ngươi Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái, Diệp Lương Thần lúc trước không từ giã mà biệt, Lăng Tiêu cũng thật không ngờ người này dĩ nhiên cũng đi tới hỗn độn cổ địa, giờ phút này nghe nói Lăng Tiêu gặp nguy hiểm, càng là đến đây viện trợ. Người này là ai? Bộ dạng xấu như vậy coi như xong, so với ta còn cuồng hơn. Triệu Nhật Thiên lập tức bị Diệp Lương Thần hấp dẫn, nói với Lão Sơn Dương bên cạnh, bất quá nghe Lăng Tiêu nói qua, người này gọi Diệp Lương Thần, có được vận rủi thánh thể, nói ra pháp tùy. Có thể cho người khác mang đến vận rủi, quả thực chính là một tai tinh, người cách hắn xa một chút. Lão Sơn Dương ho nhẹ một tiếng nói. Tai tinh, còn nói ra pháp tùy. Triệu Nhật Thiên ta chính là con của vận mệnh, làm sao sợ hắn. Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên lộ ra một tia thần sắc không tin, Dương Dương đắc ý cười nói. Bùm! Nhưng là hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy trong hư không lôi đình nổ vang, tia chớp hoành không, bỗng nhiên liền có một đạo thật lớn màu đen lôi đình, ẩn chứa hủy diệt lực lượng, trực tiếp hướng Thiên Tử bổ xuống, để cho Triệu Nhật Thiên đều là hoảng sợ nhảy dựng lên. Hả? Thiên Tử nhướng mày, một đạo lôi đình này tới quả thực có chút mạc danh kỳ diệu, hắn cũng không có cảm giác được bất luận kẻ nào động thủ công kích hắn, phảng phất là lôi đình tự nhiên rơi xuống, vừa vặn rơi vào trên đầu hắn. Bùm! Hắn vung ống tay áo lên. Đạo lôi quang kia trong nháy mắt đã bị hắn thu vào trong ống tay áo, hóa giải cùng trong vô hình. Mà Triệu Nhật Thiên cùng Lão Sơn dừng lại là hai mặt nhìn nhau, bọn họ bỗng nhiên nghĩ tới câu nói vừa rồi Diệp Lương Thần tới, thật sự trực tiếp ứng nghiệm bị sét đánh. Không biết có phải là ảo giác hay không, Triệu Nhật Thiên nhìn thấy Diệp Lương Thần nở nụ cười với hắn, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có chút lạnh cả người. Vận rủi của tên hỗn đản này, quả thực là quá quỷ dị. Các ngươi những này khúm núm tiểu nhân, đầu nhập Thiên Tử coi như xong, dám khi dễ đại ca ta. Diệp Lương Thần vô cùng kiêu ngạo chỉ vào bảy đại thiên kiêu tịch diệt thánh tử cười lạnh nói. Ầm ầm. Nhất thời, trong hư không lại là lôi đình nổ vang, từng đạo lôi quang trực tiếp hướng về bảy đại thiên kiêu rơi xuống, thậm chí trong hư không có hỏa diễm tràn ngập mà ra, trực tiếp hướng về bảy người bọn họ bao phủ mà đến. Bảy đại thiên kiêu này tự nhiên không có lực lượng giơ tay nhấc chân trấn áp hết thảy như Thiên Tử, bất ngờ không kịp đề phòng, trong nháy mắt đã bị lôi đình cùng hỏa diễm bao phủ lên, phế đi công phu thật lớn mới phá vỡ lôi đình cùng hỏa diễm, từng cái có vẻ đều là có chút chật vật. Mà Thiên Tử lại hoàn toàn kinh sợ, khó có thể tin nhìn Diệp Lương Thần. Nếu như nói lần đầu tiên vẫn là trùng hợp, vậy lần thứ hai thì sao? Thiên Tử căn bản không nghĩ tới Diệp Lương Thần cái tên vô liêm sỉ kia phá miệng thậm chí có uy lực lớn như vậy, quả thực chính là nói ra pháp tùy, chẳng lẽ hắn mới là con ruột của thiên đạo sao? Đại ca yên tâm, hôm nay có ta Diệp Lương Thần ở đây, ai cũng không thương tổn được ngươi. Coi như là cái này cái gì Thiên Tử cũng giống nhau, có muốn hay không ta thay ngươi làm thịt tên hỗn đản này. Diệp Lương Thần từ trong hư không rơi xuống, ôm bả vai Lăng Tiêu thập phần thân thiết nói, một bộ dáng hào khí can vân, thoạt nhìn vô cùng kiêu ngạo. Ngươi cái này ra hỏa, lâu như vậy không gặp, miệng ngược lại là càng ngày càng lợi hại. Lăng Tiêu có chút giờ khóc giờ cười, nhưng khóe miệng lại tràn đầy ý cười, hướng về Độc Cô Cầu Bại cũng gật gật đầu, có thể lần nữa nhìn thấy những cố nhân này, cảm giác rất tốt. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, trong hư không lại có mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, vài đạo khí tức cường đại thân ảnh hiện lên ở trên hư không. Ai dám động đến Long Ngạo Thiên, chính là đối địch với Bàn Cổ Thiên Cương ta. Một đạo thanh âm uy nghiêm nổ tung trong hư không, ẩn chứa khí thế bằng bạc mà mênh mông. Trong hư không kia vài đạo thân ảnh bên trong, cầm đầu là một thân mặc da thú khôi ngô đại hán, khí tức sâu không lường được, ánh mắt uy nghiêm và thần bí, phảng phất có một mảnh hỗn độn thế giới. Khuôn mặt hắn cương nghị, mày rậm mắt to, cả người cơ bắp cầu kết, trên da thịt màu đồng cổ tràn ngập một loại sáng bóng bất hủ, tựa như kim thiết đúc, tràn ngập lực lượng bùng nổ. Thời điểm hắn xuất hiện trong hư không, bốn phía thiên địa đều ầm ầm, giống như bản nguyên đại đạo đều đang ông minh rung động. Đại sư huynh, trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhất thời lộ ra một tia thần sắc vô cùng kinh hỉ. Đại hán khôi ngô mặc da thú kia của hắn, chính là Bàn Cổ Thiên Cương, Lăng Tiêu căn bản không ngờ Bàn Cổ Thiên Cương lại xuất hiện ở chỗ này. Trưởng lão Bàn Cổ nhất tộc lúc trước mang đi Bàn Cổ Thiên Cương, nói là đi tiếp nhận truyền thừa, hiện giờ Bàn Cổ Thiên Cương xuất hiện, chắc là đã hoàn toàn chiếm được truyền thừa của Bàn Cổ Đại Đế. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Bàn Cổ Thiên Cương tu vi rõ ràng đã đạt tới thiên cảnh thứ ba, hơn nữa trong cơ thể ẩn chứa một cỗ mênh mông mà khủng bố lực lượng, đó là đại đế huyết mạch lực lượng, phảng phất có thể xé rách thiên khung. Mà ba đạo thân ảnh phía sau Bàn Cổ Thiên Cương, Lăng Tiêu cũng nhận ra, chính là Bàn Cổ Phong, Lý Thành Vân cùng Mộ Nguyên Thịnh ba người. Chỉ là, ba người bọn họ giờ phút này tất cả đều đã có được tu vi thánh nhân. Bàn Cổ Thiên Cương, ngươi là con nối dõi của Bàn Cổ Đại Đế. Ánh mắt thiên tử chợt lóe, nhìn Bàn Cổ Thiên Cương thản nhiên nói. Hắn phảng phất có thể nhận ra khí tức trên người Bàn Cổ Thiên Cương, trong nháy mắt liền phát hiện huyết mạch lực mênh mông trên người Bàn Cổ Thiên Cương. Thân là con của thiên đế, không đi trợ giúp kẻ yếu, không đi đối kháng ma tộc, lại ở chỗ này bài trừ đối lập, đối phó thiên tài nhân tộc, nếu là thiên đế sống lại, chỉ sợ sẽ bị tên bất tài như ngươi làm cho tức chết. Bàn Cổ Thiên Cương lạnh lùng nhìn thiên tử nói. Long Ngạo Thiên cấu kết ma tộc, ta đối phó hắn tự nhiên cũng là vì an nguy của nhân tộc mà suy nghĩ, thật không ngờ ngươi thân là con nối của Bàn Cổ Đại Đế lại cam nguyện đầu nhập vào Long Ngạo Thiên. Thiên tử thản nhiên nói, thần sắc phẳng phất không có chút biến hóa nào. Ta là Bàn Cổ Đại Đế nhi tử, cũng là Chiến Thần Điện đệ tử, Long Ngạo Thiên là ta Chiến Điện chi chủ, ta bảo hộ hắn không có gì không ổn. Trong con người Bàn Cổ Thiên Cương lóe ra sắc mang, khí tức kinh khủng xung quanh bốc lên, tràn ngập chiến ý vô cùng cường đại. Ngao! Nhưng vào lúc này, trong hư không có tiếng rồng ngâm chấn động bầu trời, ẩn chứa khí tức uy nghiêm mà thần bí, long uy khủng bố bộc phát ra, làm cho bầu trời bốn phương đều đang chấn động kịch liệt. Mấy đạo thân ảnh tung trời mà đến, ai nấy đều tản ra thánh uy vô cùng cường đại. Đó là bốn lão giả râu tóc bạc trắng, mặc long bào, cầm long kích trong tay, khuôn mặt vô cùng uy nghiêm, khí tức quanh thân sâu không lường được, chính là bốn vị thánh nhân cường đại. Phía trước bọn họ là một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài, thoạt nhìn thịt đô đô, thập phần đáng yêu, mắt to trong suốt không tì vết, toàn thân đều tản ra một loại khí tức chấn động tinh khiết vô cùng. Đại ca ca, Tiểu Tiểu đến bảo vệ ngươi, ngươi nói với ta là cái nào bại hoại khi dễ ngươi, ta để cho bốn cái long ra ra xinh xé bọn họ. Thanh âm sữa tươi vang lên, tiểu cô nương sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, lập tức ánh mắt sáng lên, lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang xông vào trong ngực Lăng Tiêu. Long Tiểu Tiểu, sao ngươi lại ở chỗ này? Lăng Tiêu không tự chủ được ôm lấy tiểu cô nương đáng yêu trước mắt này, hơi sửng sốt nói. Tiểu cô nương này chính là Long tộc tiểu công chúa Long Tiểu mà Lăng Tiêu từng nhìn thấy, thật không ngờ nàng nghe được Lăng Tiêu gặp nạn cũng chạy tới trợ giúp, làm cho trong lòng Lăng Tiêu vừa kinh ngạc vừa cảm động. Hì hì, đại ca ca, nhìn thấy Tiểu Tiểu ngươi có phải rất vui vẻ hay không? Đương nhiên là phụ quân để cho ta tới, ta cũng không phải là trộm chạy tới đấy. Là đám bại hoại này khi dễ ngươi sao? Nếu không để cho Tiểu Tiểu giúp ngươi chút giận đi. Long Tiểu Tiểu thè lưỡi đáng yêu, vội vàng nói. Lăng Tiêu vừa nghe Long Tiểu Tiểu nói, sau đó lại nhìn một chút bốn lão già Long tộc không thể tránh được kia, nhất thời liền biết Long Tiểu Tiểu lúc này đây chỉ sợ lại là len lén chạy ra, không khỏi cảm giác được một trận buồn cười. Long công tử, tiểu công chúa nghe nói ngươi bị ma tộc đuổi giết, cho nên mới ngựa không dừng vó chạy tới muốn giúp ngươi, bất quá hiện tại xem ra, muốn đối phó ngươi không phải người của ma tộc, mà là người trong nhân tộc các ngươi a. Một trưởng lão Long tộc râu tóc bạc phơ giải thích, ánh mắt rơi vào đám người thiên tử, trong ánh mắt bao hàm thâm ý, tiền bối chê cười. Bất quá chỉ bằng bọn họ, còn không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Hắn tự nhiên có thể nghe ra thâm ý trong lời nói của Long tộc trưởng lão, chỉ sợ mấy trưởng lão Long tộc này cũng nhận ra thân phận thiên tử, sẽ không dễ dàng ra tay. Đại ca ca yên tâm, Tiểu Tiểu hiện tại rất lợi hại. Nếu bọn họ dám khi dễ ngươi, ta liền một quyền đánh chết bọn họ. Long Tiểu Tiểu giơ nắm đấm nhỏ của mình lên, cười hì hì nói. Bùm! Nàng phảng phất sợ Lăng Tiêu không tin, giơ lên nắm đấm nhỏ phấn nộn, hướng hư không xa sao anh một quyền, nhất thời một đạo long trào màu vàng ở trong hư không tăng vọt, trong nháy mắt hướng một tòa núi cao huyền không xa xa bay đi. Ngọn núi huyền không cao vạn trượng, khí thế bằng bạc, nhưng bị long trào màu vàng kia đập trúng, trong phút chốc ầm ầm rung động, trực tiếp hóa thành một mảnh bột mịn. Nho nhỏ thật lợi hại. Lăng Tiêu có chút âm thầm tặc lưỡi. Hắn giờ phút này mới bắt đầu nhìn thẳng vào Long Tiểu Tiểu, phát hiện Long Tiểu Tiểu tu vi dĩ nhiên cũng đã đạt tới Đạp Thiên Tam Cảnh, mà một kích này lực lượng, đã đủ để đánh chết Đạp Thiên Tam Cảnh cường giả. Lăng Tiêu nhìn thấy, Nguyên Thần Thánh Tử cùng 8 đại thánh địa thiên kiêu đều có chút hơi biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Ngoan ngoãn, nữ oai nhi này cũng quá lợi hại đi. Công chúa Long tộc biến thái như vậy sao? Tất cả mọi người là âm thầm tặc lưỡi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Long Ngạo Thiên này rốt cuộc là ai? Sao lại có nhiều người giúp hắn như vậy? Bàn Cổ Thiên Cương chính là con nối của Bàn Cổ Đại Đế. Diệp Lương Thần kia nghe nói cũng là một tôn ẩn thế đại năng đệ tử. Độc Cô Cầu Bại chính là anh hùng minh truyền nhân, nghe nói chính là kiếm đạo tuyệt thế thiên tài. Hiện tại hơn nữa Long tộc tiểu công chúa, Long Ngạo Thiên này ở đâu ra lớn như vậy năng lượng? Có nhiều người trợ giúp Long Ngạo Thiên như vậy, chỉ sợ Thiên Tử đại nhân cũng phải suy nghĩ một chút. Mọi người nghị luận sôi nổi, bọn họ đều bị đội hình trước mắt làm cho sợ ngây người. Nguyên bản xem ra Lăng Tiêu đám người sẽ bị Thiên Tử cho trấn áp, căn bản không có bất kỳ ngoài ý muốn, nhưng là hiện tại xem ra, Lăng Tiêu một phương thực lực dĩ nhiên không chút nào so với Thiên Tử một phương yếu hơn. Nhất là con nối dõi Bàn Cổ Đại Đế Bàn Cổ Thiên Cương, đây chính là Thiên Cương Đế Tử, vô luận là thân phận địa vị, cũng không kém Thiên Tử bao nhiêu. Ầm ầm. Trong hư không, khí thế cường đại bốc lên, không khí trở nên vô cùng ngưng trọng. Ánh mắt Lăng Tiêu cùng Thiên Tử cách không va chạm, giống như lôi đình mãnh liệt, trên người hai người đều tản mát ra chiến ý vô cùng cường đại. Hai người bọn họ khí thế va chạm, giống như thực chất bình thường, mãnh liệt mênh mông, để bốn phía hư không đều tại kịch liệt rung động. Lăng Tiêu bên này có Độc Cô Cầu Bại, có Bàn Cổ Thiên Cương, có Triệu Nhật Thiên, có Long Tiểu Tiểu đám người, thực lực không thể nói là không cường đại, coi như là so với Thiên Tử giờ phút này triệu tập nhân thủ, cũng không kém bao nhiêu. Thiên Tử hiểu được, hôm nay muốn tru sát Lăng Tiêu chỉ sợ đã là chuyện không thể nào, nhưng vẫn phải chiến một hồi. Làm con trai của thiên đế, hắn có kiêu ngạo vô thượng của mình, bất kể là đế tử khác cũng tốt, hay là thiên kiêu yêu nghiệt chư thiên vạn giới cũng được, đều bị ánh sáng của hắn áp chế, đều bởi vì uy danh của hắn mà kính sợ, hắn là thiên tài tuyệt thế chói mắt nhất chư thiên vạn giới. Coi như là giết không được Lăng Tiêu, hắn cũng muốn dùng trận chiến này nói cho mọi người, hắn Thiên Tử vẫn là mạnh nhất. Ánh mắt Lăng Tiêu bình tĩnh mà thâm thúy, chiến ý quanh thân bốc lên, ân oán giữa hắn và Thiên Tử từ trước khi tiến vào Hỗn Độn Cổ Địa cũng đã bắt đầu, hắn có thể cảm giác được Thiên Tử cường đại, đó là một loại cảm giác khó có thể nói thành lời, phảng phất là số mệnh đại địch. Bất quá Lăng Tiêu cũng biết, Thiên Đạo Đế Kiếm trong tay Thiên Tử nếu là không cách nào giải quyết, hắn liền không có cách nào cùng Thiên Tử chân chính đánh một trận. Nếu Tạo Hóa Ngọc Điệp đã bại lộ, Lăng Tiêu dứt khoát chuẩn bị trực tiếp tế xuất Tạo Hóa Ngọc Điệp, ngăn trở Thiên Tử trong tay Thiên Đạo Đế Kiếm, sau đó cùng Thiên Tử đại chiến một hồi. Nhưng vào lúc này, Thiên Tử bỗng nhiên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, trong phút chốc hiện ra lửa giận ngập trời, phẫn nộ tới cực điểm. Ma tộc dương nghiệt, cũng dám giết người thủ hộ tộc, đoạt nhân tộc ấn ta. Ta không giết ngươi ngàn lần vạn lần, khó tiết mối hận trong lòng ta a. Thiên Tử ngửa mặt lên trời giận dữ giống lên, khí tức kinh khủng xung quanh bốc lên, làm cho hư không kịch liệt rung động, sau đó ầm ầm bộc phát ra. Ánh sáng hỗn độn kinh khủng xung quanh hắn bốc lên, sợi tóc màu đen xõa tung ra, đón gió cuồng vũ, một cỗ khí hung sát ngập trời từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cái gì? Nhân tộc ấn bị cướp? Lời nói của Thiên Tử nhất thời cũng làm cho mọi người chấn kinh. Nhân tộc ấn vẫn bị Thiên Tử coi là độc chiếm, nếu không phải bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn đã sớm đem nhân tộc ấn cướp được trong tay sau đó luyện hóa. Kỷ nguyên này chính là kỷ nguyên nhân tộc, nếu có thể đạt được nhân tộc ấn, trong cuộc tranh đoạt tạo hóa cuối cùng, tỷ lệ trở thành con của thiên tuyển tự nhiên cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Mọi người cũng đều cho rằng, không có ai so với thiên đế con trai càng thích hợp đạt được nhân tộc ấn. Mà hiện tại Thiên Tử lại nói, nhân tộc ấn bị dương nghiệt ma tộc cướp đi. Trong nhân tộc thánh thành, ma quang màu đen bắt đầu khởi động, tạo thành một kết giới thật lớn, bao phủ một thanh niên áo đen và một lão giả râu tóc bạc phơ. Mà một thanh ma đao màu đen trong tay thanh niên áo đen vừa vặn xuyên thủng lồng ngực lão giả, hắc ám ma khí khủng bố lan tràn quanh thân lão giả, làm cho trong ánh mắt lão giả tràn đầy vẻ hoảng sợ khó có thể tin. Mà giờ phút này, hắc bào thanh niên thì là chậm rãi vươn ra một cánh tay, phá vỡ lồng ngực lão giả, từ trái tim của hắn vị trí lấy ra một phương trắng nõn không tì vết cổ ấn. Ngươi làm sao có thể phá vỡ kết giới vô địch của nhân tộc ta? Ta là vô địch a! Trong miệng lão giả phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Lão giả râu tóc bạc phơ, tự nhiên chính là người thủ hộ nhân tộc Thánh Thành, hôm nay nhân tộc Thánh Thành tới một vị khách không mời mà đến, chẳng những trong khoảnh khắc đem hắn đánh bại khống chế, thậm chí còn vô cùng chuẩn xác tìm được vị trí của nhân tộc ấn, dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn đem nhân tộc ấn từ trong trái tim của hắn móc ra. Không có gì là không có khả năng, bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là người thủ hộ chân chính của nhân tộc, cùng lắm chỉ là nô bộc của nhân tộc ấn thôi. Hắc bào thanh niên thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn vô cùng, khóe miệng lộ ra nụ cười tà dị, nhất là một đôi con ngươi, ẩn chứa vòng xoáy hắc ám, phảng phất có thể đem hết thảy hào quang đều cắn nuốt đi vào. Hắc ám ma đao trong tay hắn nâng người thủ hộ nhân tộc lên, trong tay cầm nhân tộc ấn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Nhân tộc ấn rốt cục tới tay. Có nhân tộc ấn, nói vậy tỷ lệ bản thể trở thành con của Thiên Tuyền cũng có thể gia tăng thật lớn. Thanh niên áo đen lẩm bẩm nói, mà hắn rõ ràng chính là Hắc Ám Lăng Tiêu. Sau khi chiếm được truyền thừa của Liệt Thiên Phủ, tu vi của Hắc Ám Lăng Tiêu chẳng những đạt tới cảnh giới thứ ba, thậm chí còn biết rất nhiều bí ẩn của hỗn độn cổ địa. Hắn dùng thủ đoạn vô cùng quỷ dị, hóa giải lực lượng vô địch của người thủ hộ nhân tộc, sau đó cướp đi nhân tộc ấn trong tay hắn. Đã không có nhân tộc ấn, nhân tộc người thủ hộ nói cho cùng cũng chỉ là một cái bình thường thánh nhân thôi, căn bản không thể nào là Hắc Ám Lăng Tiêu đối thủ. Ngươi là nhân tộc? Điều này không có khả năng, căn bản không có khả năng. Ngươi rốt cuộc là ai? Người thủ hộ nhân tộc hoảng sợ hô to, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tuyệt vọng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn có thể cảm giác được Hắc Ám Lăng Tiêu quanh thân tản mát ra vô cùng nồng đậm hắc ám ma khí, đây căn bản là ma tộc đặc hữu khí tức, làm sao có thể sẽ là nhân tộc? Hắn nghĩ nát đầu cũng không có khả năng nghĩ ra, Hắc Ám Lăng Tiêu chính là phân thân của Lăng Tiêu. Bất quá trước khi ngươi chết ta có thể thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi, bản tọa bất tử đế tử, thân phận chân thật chính là tuyệt thế thiên kiêu của Hoa tộc. Hắc Ám Lăng Tiêu tà mị cười nói, sau đó hắc ám ma đao trong tay đột nhiên bộc phát ra quang mang khủng bố, trong phút chốc thân thể người thủ hộ nhân tộc ngay tại trong hư không nổ thành một mịn, hoàn toàn hồn phi phách tán. Ta lại cứu bản thể một lần, vốn thể hiện ở quá yếu, ngay cả thiên tử tên kia cũng đánh không lại. Nếu không phải ta không thể bại lộ thân phận, ta thật đúng là muốn tự tay đi vặn xuống thiên tử đầu a. Hắc Ám Lăng Tiêu lấy thanh âm không thể tra lẩm bẩm, hóa thành một đạo ma quang hướng bên ngoài nhân tộc thánh thành bắn tới. Mà phía sau hắn, mưa máu bay tán loạn, khắp nơi đều là tàn chi cụt tay, nhân tộc thánh thành bên trong chấp pháp giả đã toàn bộ bị hắn cho chém giết. Hắc Ám Lăng Tiêu sở dĩ sẽ ở nhân tộc người thủ hộ trước khi chết nói câu nói kia, thậm chí giá họa cho bất tử đế tử, bởi vì hắn có thể nhận thấy được, ở nhân tộc người thủ hộ trong cơ thể có một đạo thiên tử phân thần, mặc dù rất bí ẩn, nhưng căn bản không gạt được cảm giác của hắn. Hắn rất muốn biết, thiên tử biết nhân tộc ấn bị cướp đi, sẽ là bộ dáng nổi giận cỡ nào. Chắc vui lắm. Thiên tử hiện tại quả thật rất phẫn nộ. Hắn thông qua đạo phân thần lưu lại trong cơ thể người thủ hộ nhân tộc biết được chuyện người thủ hộ nhân tộc bị giết, ấn nhân tộc bị cướp đi, hơn nữa cũng mơ hồ có thể cảm nhận được phương vị dương nghiệt ma tộc đáng giận kia. Nhân tộc ấn là hắn độc chiếm, theo hắn xem ra toàn bộ nhân tộc bên trong, cũng chỉ có hắn thiên đế con trai mới xứng với nhân tộc ấn, chỉ có hắn mới là duy nhất thiên tuyển con trai. Hôm nay nhân tộc ấn bị đoạt, hắn trong nháy mắt liền vô cùng nổi giận, làm sao còn có bất kỳ muốn cùng Lăng Tiêu đám người dây dưa tâm tư, lập tức liền muốn rời đi nơi này, đi truy sát cái kia đáng giận ma tộc dương nghiệt. Đắc thủ rồi sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thiên tử đang tính kế hắn, nhưng thiên tử làm sao biết hắn cũng đang tính kế thiên tử. Hắn cùng Hắc Ám Lăng Tiêu tâm ý tương thông, cũng đã sớm lên kế hoạch tốt mưu đoạt nhân tộc ấn. Lúc này đây Lăng Tiêu suy đoán được thiên tử có thể sẽ mai phục hắn, cũng đã cùng Hắc Ám Lăng Tiêu lên kế hoạch tốt, thừa dịp nhân tộc thánh thành trống rỗng, Hắc Ám Lăng Tiêu trực tiếp giết vào trong nhân tộc thánh thành, cũng nhanh chóng làm thịt người thủ hộ nhân tộc, cướp đi nhân tộc ấn nghênh ngang rời đi. Cho nên, mai phục lần này rốt cuộc ai là chim sẻ, cũng rất khó nói. Long Ngạo Thiên, hôm nay bổn tọa tạm thời tha cho ngươi một mạng, nếu là bị bổn tọa phát hiện ngươi cùng ma tộc cấu kết, cho dù ngươi có 10 cái mạng, 100 cái mạng, bổn tọa cũng sẽ giết ngươi 10 lần trăm lần. Thiên tử đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng lạnh như băng nhìn Lăng Tiêu nói, trong nháy mắt thu hồi Thiên Đạo Đế Kiếm, liền muốn rời khỏi nơi này. Ta cũng rất muốn kiến thức một chút thiên đế chi tử rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng hôm nay để cho chúng ta phân thắng bại, như thế nào? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, bí thuật na di dưới chân chợt lóe, trong phút chốc hư không khẽ run lên, cả người liền chắn ở trước mặt thiên tử. Ong, tạo hóa ngọc điệp phiêu phù ở trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, giống như một vầng trăng tròn sáng tỏ, nở rộ ra quang huy rực rỡ, làm cho Lăng Tiêu thoạt nhìn mờ mịt mà xuất trần, chiến ý cường đại vô cùng từ trên người hắn tản mát ra. Người dám ngăn cản ta, cút ngay! Ánh mắt thiên tử phát lạnh, trong lòng bàn tay Thiên Đạo Đế Kiếm hiện ra, khí tức cổ xưa mà thần bí nở rộ ra, kiếm khí phòng mang quét ngang tứ phương, trong phút chốc lăng không hướng Lăng Tiêu chém xuống. Hắn giờ phút này trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm, một khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại, muốn lập tức trở về nhân tộc thánh thành, đi truy sát dương nhiệt ma tộc đáng dân kia, đem nhân tộc ấn đoạt lại. Cho nên hắn ra tay vô cùng tàn nhẫn, đem Lăng Tiêu bức khai, sau đó trực tiếp rời đi nơi này. Bùm! Lăng Tiêu con ngươi trung phong mang lóe lên, tạo hóa ngọc điệp trong phút chốc nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, từng đạo thần quang bốc lên, giống như trật tự thần liên, đan xen thành một mảnh lưới thật lớn, hướng Thiên Đạo Đế Kiếm nghênh đón. Tạo hóa ngọc điệp mặc dù có chỗ không trọn vẹn, nhưng dù sao cũng là hỗn độn chí bảo, giờ phút này ở Lăng Tiêu toàn lực thúc giục dưới, cũng là bộc phát ra cực kỳ cường đại lực lượng, cùng Thiên Đạo Đế Kiếm va chạm ở cùng một chỗ. Hư không chấn động kịch liệt, tạo hóa ngọc điệp thoạt nhìn trong suốt không tì vết, giống như ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, cùng Thiên Đạo Đế Kiếm va chạm, bộc phát ra thanh âm vô cùng thanh thúy. Sóng âm thần bí tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người chung quanh run rẩy, không khỏi vội vàng lui ra. Hai đại chí bảo chống lại, chỉ riêng loại dao động này cũng làm cho người ta khó có thể ngăn cản. Tạo hóa ngọc điệp đem Thiên Đạo Đế Kiếm kiếm khí toàn bộ chôn vùi, trong phút chốc liền cùng Thiên Đạo Đế Kiếm ở trong hư không chiến đến hết thảy, bắt đầu va chạm. Thiên tử, tiếp ta một quyền. Lăng Tiêu con ngươi chi trung phong mang vô cùng, đột nhiên quát lớn một tiếng nói, một quyền hướng thiên tử đánh tới. Ngao! Long ngâm kinh tiêu, để cho tứ phương thiên khung đều đang kịch liệt rung động, Lăng Tiêu quanh thân có hỗn độn quang bốc lên, mơ hồ trong lúc đó phảng phất có một tôn thái cổ tổ long vắt ngang 9 ngày, trực tiếp hướng về phía thiên tử giết tới. Sau khi Lăng Tiêu tu vi đột phá tới thiên cảnh thứ 3, thân thể của hắn cường đại tới cực điểm, ngay cả tổ long bí thuật cũng đạt tới cảnh giới đại viên mãn, để cho hắn nhất cử ngưng tụ ra tổ long chi thể. Giờ phút này, hắn bộc phát ra trí cường chiến lực, tổ long thân thể trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, cỗ kia thê lương tiếng rồng ngâm, chấn động 9 trời 10 đất, để cho tất cả mọi người là không khỏi đột nhiên biến sắc. Tổ long bí thuật. Đây quả nhiên là tổ long bí thuật. Long Tiểu Tiểu phía sau cái kia 4 tôn long tộc trưởng lão đều là không khỏi kinh hô lên nói, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Trong cơ thể đại ca ca cũng có huyết mạch của long tộc chúng ta, bí thuật tổ long này rất có thể chính là bí thuật tuyệt thế truyền thừa từ trong huyết mạch của hắn, nếu đem đại ca ca mang về long tộc, phụ quân nhất định sẽ cao hứng. Long Tiểu Tiểu nũng nịu nói, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ hưng phấn. Muốn có được tổ long bí thuật truyền thừa, trong cơ thể ít nhất cũng phải có được tổ long huyết mạch, cái này Long Ngạo Thiên chẳng lẽ thật sự là ta long tộc huyết mạch sao? Việc này sự tình trọng đại, ly khai hỗn độn cổ địa về sau, nhất định phải lập tức nói cho tộc trưởng. Tứ đại trưởng lão long tộc đều nhìn nhau nói, không có ai so với bọn họ càng rõ ràng tổ long huyết mạch đại biểu hàm nghĩa, bây giờ toàn bộ long tộc bên trong cũng chỉ có tộc trưởng cùng Long Tiểu Tiểu có được tổ long huyết mạch. Đối với yêu tộc mà nói, tác dụng to lớn của huyết mạch là khó có thể tưởng tượng, ở trong long tộc nếu là có được huyết mạch tổ long thì có hy vọng nhìn trộm vô thượng cảnh kia, trở thành tồn tại có thể so với thái cổ tổ long, uy chấn chư thiên vạn giới vô thượng long đế. Nhưng nếu là không có tổ long huyết mạch, tu hành cực hạn cũng bất quá là thánh cảnh mà thôi. Cho nên tổ long huyết mạch đối với long tộc tác dụng vô cùng to lớn, có tổ long huyết mạch cũng liền có chứng đạo thành đế hy vọng. Bùm! Đối mặt với tổ long quyền của Lăng Tiêu Chí Dương Chí Cương, con người của thiên tử chợt lóe, đồng dạng là một quyền đánh về phía Lăng Tiêu, quyền ấn trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, trong phút chốc đánh thủng hỗn độn vô cùng, để cho trong hỗn độn mở ra thiên địa, diễn hóa chư thiên vạn linh. Mơ hồ trong lúc đó, thiên tử quanh thân phảng phất vờn quanh chư thiên vạn giới, hắn một quyền này hạ xuống, có thể trấn áp hàng tỷ sinh linh, đánh chết đầy trời thần ma. Thiên đế chí quyền sao? Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, hắn có thể cảm giác được cái loại này chí cường quyền ý, thiên tử thân là con nối của thiên đế, quả nhiên là chiếm được thiên đế tuyệt học, vừa ra tay chính là trấn áp hết thảy thiên đế chi quyền. Lăng Tiêu quanh thân quyền ý bốc lên, trong phút chốc kinh khủng hỗn độn quang bên trong, cũng là hiện ra 3000 cổ xưa thế giới, để hắn này một quyền long ngâm kinh tiêu, quyền thế trong phút chốc kinh khủng tới cực điểm, đột nhiên thoáng cái cùng thiên tử va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm. Hư không trực tiếp vỡ nát ra, một phương lại một phương thế giới chôn vùi, khủng bố thần quang bão táp quét sạch 4 phương, đem hết thảy đều nghiền nát. Tuy rằng ta không biết ngươi từ nơi nào lấy được thiên đế quyền ý, nhưng loại này tứ không giống quyền pháp, cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Thanh âm vô cùng lạnh lùng của thiên tử vang lên trong hư không. Ầm ầm, hắn khí thế như cầu vồng, quyền ấn tung hoành vô cùng, trong phút chốc đánh xuyên hỗn độn, phá vỡ bão táp mà đến, một quyền trực tiếp hướng về Lăng Tiêu lồng ngực xuyên thủng mà đến. Thiên đế chi quyền, chính là thiên đế sáng tạo chí cường quyền đạo, cũng được xưng là chư thiên đệ nhất quyền, ẩn chứa vô thượng vĩ lực, tại nhân tộc kỷ nguyên chi sơ, thiên đế thậm chí đem thiên đế chi quyền truyền cho đông đảo nhân tộc cường giả đến tu luyện, thế nhưng thiên đế chi quyền bao hàm toàn diện, quá mức huyền diệu, hơn nữa đối với tư chất yêu cầu cực cao, bởi vậy người có thể đem quyền pháp này tu thành cũng không nhiều. Thiên tử đạt được tự nhiên là truyền thừa hoàn chỉnh nhất của thiên đế chi quyền, bởi vì hắn nhìn thấy trong quyền pháp của Lăng Tiêu tuy rằng ẩn chứa quyền ý của thiên đế chi quyền, nhưng lại không giống với thiên đế chi quyền chân chính, cho nên mới lên tiếng chào phúng. Thiên đế chi quyền trọng ý không trọng hình, hiểu rõ thiên đế chi quyền chân ý, thì người người như rồng, người người có thể vì thiên đế. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Bùm! Lồng ngực của hắn trực tiếp bị thiên tử một quyền xuyên thủng, thân thể ở trong hư không nổ thành hư vô. Nhưng bị thiên tử oanh chúng chẳng qua là một đạo tàn ảnh mà thôi. Lăng Tiêu chân thân sớm đã thi triển đại nari thuật, biến mất tại chỗ. Một chiêu này chính là chân thật hư ảo trong nari bí thuật, đối với Lăng Tiêu mà nói chính là lần nào cũng thành công, đã lừa gạt rất nhiều người, coi như là thánh nhân cũng không có cách nào phân biệt ra chân thân của Lăng Tiêu. Bùm! Lăng Tiêu thân ảnh xuất hiện ở trên đỉnh đầu thiên tử, khí tức kinh khủng xung quanh bốc lên, trong hỗn độn quang hiện ra 3000 đại thế giới, hắn một quyền trấn áp xuống, tựa như 3000 thế giới đồng thời hạ xuống, ẩn chứa trấn áp hết thảy vô thượng vĩ lực. Ngụy biện tả thuyết, chỉ bằng ngươi cũng xứng với vọng đàm thiên đế quyền. Thiên tử có chút nổi giận, trong con ngươi hàn mang lạnh lẽo, quanh thân khí huyết mãnh liệt như biển, ẩn chứa một loại hủy thiên diệt địa lực lượng, hắn không tránh không né, đón Lăng Tiêu một quyền trực tiếp oanh ra ngoài. Răng rắc, ánh sáng hỗn độn mãnh liệt nổ tung, giữa thiên tử và Lăng Tiêu, giống như là hai thế giới cổ xưa va chạm cùng một chỗ, đồng thời chôn vùi ra, trùng trùng điệp điệp phun ra thần quang vô tận, tựa như diệt thế. Long Ngạo Thiên, Bất Tử Đế Tử cướp đi nhân tộc ấn, ngươi lại ở đây dây dưa với ta, ta xem ngươi cùng Bất Tử Đế Tử kia quả nhiên cấu kết cùng một chỗ. Thiên tử trong con ngươi sát ý sôi trào, như là nghĩ tới cái gì, không khỏi quát lớn một tiếng nói, ngang trời hướng Lăng Tiêu giết tới. Ngươi cố ý thẳng Nguyên Thủy Đế Tử và Bất Tử Đế Tử đi, còn mặt mũi tự xưng là con nối dõi thiên đế. Ta thấy ngươi mới thật sự là dư nghiệt ma tộc. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế đáp lại. Bùm, bùm, bùm. Hắn cùng thiên tử ở trong hư không kịch liệt va chạm, giống như hai đạo cơn lốc lẫn nhau đan xen cùng dây dưa, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng ba động, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Thiên tử tin lời của Hắc Ám Lăng Tiêu, nhận định là Bất Tử Đế Tử cướp đi nhân tộc ấn, đây cũng chính là mục đích Lăng Tiêu muốn đạt được. Hắn tự nhiên không có khả năng thừa nhận cùng nhân tộc ấn mất đi có quan hệ, nhưng vẫn là toàn lực xuất thủ ngăn cản thiên tử, muốn vì Hắc Ám Lăng Tiêu tranh thủ đầy đủ thời gian. Giết Long Ngạo Thiên. Sát khí trong mắt Nguyên Thần Thánh Tử lóe lên, hô to một tiếng với đông đảo thiên tài nhân tộc. Thánh tử thiên kiêu của 8 đại thánh địa, đều là ánh mắt lạnh lùng, sát ý quanh thân sôi trào, nhao nhao tung trời mà lên, hướng về Lăng Tiêu giết tới. Bọn họ đều là tùy tùng của thiên tử, giờ phút này tự nhiên đều không chút do dự toàn lực xuất thủ. Ai dám động đến Long sư đệ, chính là đối địch với Bàn Cổ Thiên Cương ta. Bàn Cổ Thiên Cương giống giận một tiếng, trong con người sát khí mãnh liệt, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh chiến phủ cổ xưa, ngang trời giết tới mọi người. Vèo! Độc Cô Cầu Bại khuôn mặt đạm mạc, nhưng ánh mắt lại giống như tuyệt thế thần kiếm, giống như sắc bén, cả người giống như kiếm quang, giống như bắn ra, sau đó thần kiếm ra khỏi vỏ, giống như là phá vỡ thiên địa, giống như trong nháy mắt hướng mọi người giết đi. Triệu Nhật Thiên, Lão Sơn Dương, Cẩm Sắt, Diệp Lương Thần, Long Tiểu Tiểu đám người cũng đều là toàn bộ ra tay. Ầm ầm. Trong một mảnh hư không này, mấy chục đạo thân ảnh cường đại tung hoành, bộc phát ra thần quang ba động vô cùng khủng bố, kiếm quang đầy trời bốc lên, binh khí cường đại ngang trời, nhấc lên từng cỗ thần quang bão táp khủng bố. Đây là một hồi tuyệt thế thiên kiêu đại hỗn chiến, giống như là cuối cùng quyết chiến diễn thử, cái loại lực lượng khủng bố này, giống như diệt thế lôi đình bình thường, ở trong thiên địa tàn sát bừa bãi. Thiên tử lại có chút sốt ruột, hắn có thể cảm giác được, một tia cảm ứng phân thần kia càng ngày càng yếu, nếu hắn không kịp rời đi, sẽ thật sự mất đi tung tích cường giả ma tộc kia. Nhân tộc ấn nhất định phải nắm giữ ở trong tay của hắn, vì thế hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Mà Lăng Tiêu dây dưa, lại làm cho thiên tử vô cùng phẫn nộ, hận không thể lập tức đem Lăng Tiêu chém giết. Nhưng hắn cũng biết, Lăng Tiêu thực lực rất mạnh, coi như là hắn có lòng tin có thể chiến thắng Lăng Tiêu, cũng không phải trong mấy chiêu liền có thể quyết ra thắng bại. Nhất là Lăng Tiêu tạo hóa ngọc điệp, để cho hắn vừa ghen tị, lại có chút không thể làm gì. Long Ngạo Thiên, một ngày nào đó ta phải giết ngươi. Sát khí trong con ngươi thiên tử bùng nổ, trong phút chốc tung trời mà lên, trong lòng bàn tay có huyết quang màu vàng tinh khiết tràn ngập, trong phút chốc giống như núi hô biển gầm, bộc phát ra lực lượng dao động vô cùng khủng bố. Vô luận là thiên đạo đế kiếm hay là thiên đế chiến xa, đều vào giờ khắc này đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt chói mắt, mênh mông cực đạo đế uy đan sen ở trên bầu trời, uy lực khủng bố tới cực điểm. Bùm! Thiên đạo đế kiếm ở trong hư không kịch liệt bành trướng lên, kiếm quang sắc bén trong phút chốc phá vỡ hết thảy, hung hăng chém ở tạo hóa ngọc điệp phía trên, đem tạo hóa ngọc điệp lan tràn ra đại đạo bổn nguyên lực toàn bộ phá vỡ. Thiên đạo đế kiếm bên trong phun ra vô lượng kiếm quang, giống như một đạo thật lớn kiếm khí tường, đem Lăng Tiêu đám người tất cả đều chắn ở bên ngoài. Ầm ầm. Công kích của mọi người đều là đột nhiên đánh vào trên tường kiếm khí, ngay cả tạo hóa ngọc điệp cũng là ngang trời mà lên, cùng thiên đạo đế kiếm va chạm cùng một chỗ, nhưng bức tường kiếm khí kia dĩ nhiên so với trong tưởng tượng còn kiên cố hơn, mặc dù đang run rẩy kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn trở công kích của mọi người. Vèo, Hoàng Kim Cự Long cùng Kim Phượng Hoàng phía trước Thiên Đế Chiến Xa cũng đều giống như là thức tỉnh, bộc phát ra vô cùng khủng bố khí tức ba động, hung uy ngập trời, không ai bì nổi. Thiên Tử trực tiếp nhảy lên Thiên Đế Chiến Xa, đồng thời Thiên Đế Chiến Xa bộc phát ra lực thôn phệ cường đại vô cùng, đem thánh tử thiên kiêu của Bát Đại Thánh Địa cũng tất cả đều thu vào trên Thiên Đế Chiến Xa. Răng rắc, sau một khắc, Thiên Đế Chiến Xa trực tiếp phá vỡ hư không, biến mất ở trong mảnh hư không này. Xì, đây chính là cái gọi là con trai của Thiên Đế. Liền chật vật như vậy mà chạy. Lão Sơn Dương đắc ý cười nói, hắn không phải chạy trốn, chỉ sợ là đi truy sát cường giả ma tộc kia, muốn đoạt lại nhân tộc ấn. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt có một tia trào phúng. Coi như là giờ phút này Thiên Tử chạy về nhân tộc Thánh Thành, cũng không có khả năng tìm được Hắc Ám Lăng Tiêu. Nhân tộc ấn, Thiên Tử nhất định là không chiếm được. Trên bầu trời, ngân hà rực rỡ rơi xuống quang huy rực rỡ, đem đêm yên tĩnh này nhuộm thành màu sắc mộng ảo. Bên cạnh một cái hồ nhỏ trong suốt thấy đáy, lửa chạy hừng hực thiêu đốt, đom đóm trên bãi cỏ bốn phía bay múa, chiếu sáng khuôn mặt mọi người. Thịt tinh yêu thú khổng lồ treo trên đống lửa nướng, trong lúc mọi người bày đầy các loại món ngon mỹ vị, kỳ chân dị quả, còn có mấy vò rượu ngon đã bị mở ra, tràn ngập mùi rượu nồng đậm, làm cho người ta cơ hồ đã say. Lăng Tiêu, Cẩm Sắt, Lão Sơn Dương, Độc Cô Cầu Bại, Diệp Lương Thần, Triệu Nhật Thiên cùng Long Tiểu Tiểu đám người tùy ý ngồi ở trên bãi cỏ, thần thái thập phần thả lỏng, lẫn nhau ăn uống linh đình, vô cùng thích ý. Gặp lại người cũ luôn là một chuyện tốt đẹp, đáng để người ta chờ mong và chúc mừng. Sau khi trận chiến với Thiên Tử kết thúc, tuy rằng trận chiến đó có vẻ có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng hung hiểm trong đó vẫn khiến tất cả mọi người nghĩ mà sợ không thôi. Thiên Tử nhất định là con nối dõi của Thiên Đế, chẳng những có được truyền thừa của Thiên Đế Kinh, còn có chí bảo vô thượng như Thiên Đạo Đế Kiếm và Thiên Đế Chiến Xa, tạo thành áp lực cực lớn cho tất cả mọi người. Thiên Tử cuối cùng bị Lăng Tiêu bức nóng này, Thiên Đạo Đế Kiếm hủy thiên diệt địa hình thành tường kiếm khí, ngay cả Tạo Hóa Ngọc Điệp cũng không có cách nào phá vỡ. Mọi người đối với thực lực của Thiên Tử lại có một nhận thức và hiểu biết vô cùng trực quan. Độc Cô huynh, thật không ngờ vài năm không gặp, sinh mệnh kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý của người đã đạt tới loại tình trạng này, thật sự là đáng mừng a. Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu Bại đụng một chén, có chút cảm khái nói, sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hắn có thể cảm giác được, Độc Cô Cầu Bại tuy rằng thoạt nhìn chỉ là tu vi địa cảnh, nhưng là sinh mệnh trong cơ thể cùng hủy diệt kiếm ý đan xen, lẫn nhau dĩ nhiên đã bắt đầu ngưng tụ thành một thể, dần dần thai nghén ra mênh mông mà thần bí đại đạo bản nguyên, căn bản vô cùng hùng hậu. Đây là Độc Cô Cầu Bại cố ý ép chế tu vi, nếu không hắn tùy thời có thể đột phá đến thiên cảnh, thậm chí nhất cử chứng đạo thành thánh. Ngắn ngủn trong vòng vài năm, liền phá 3 lần cực hạn, liền ngay cả rất nhiều cổ chi thiên kiêu yêu nghiệt cũng không bằng ngươi. Độc Cô Cầu Bại chậm rãi nói, trong con ngươi có một tia kiếm quang sắc bén lóe ra. Về phần Thiên Tử, hắn cho ta cảm giác rất kỳ quái, vừa mới cùng hắn giao thủ bên trong, hắn mặc dù thi triển Thiên Đế chi quyền, nhưng ta chung quy cảm giác được hắn Thiên Đế chi quyền có chút ngưng trệ, cũng không viên mãn, cái loại cảm giác này giống như là cưỡng ép chiết xuất đồng dạng, thập phần quái dị. Lăng Tiêu mỉm cười nói, lúc nhắc tới Thiên Tử, trong ánh mắt lại có một tia thần sắc kỳ quái. Cái này tôi cũng không có cảm giác được, bất quá tôi biết, nếu là Thiên Tử kia không có chạy trốn, hắn căn bản không phải là đối thủ của Diệp Lương Thần tôi. Đáng tiếc Thiên Tử chạy trốn quá nhanh, nếu không Lương Thần không ngại cùng hắn chơi đùa, để cho hắn biết sự lợi hại của tôi. Diệp Lương Thần đem đầu sáp lại, có chút say khướt nói. Chỉ bằng ngươi, thật sự là dõng dạc. Triệu Nhật Thiên cười lạnh nói, trong ánh mắt có một tia khinh thường, không biết vì sao, hắn luôn nhìn Diệp Lương Thần có chút không vừa mắt, cảm giác được Diệp Lương Thần kiêu ngạo làm cho hắn rất khó chịu, hắn phảng phất từ trên người Diệp Lương Thần thấy được bóng dáng của chính hắn. Diệp Lương Thần ta chính là vận rủi thánh thể, có tin ta vỗ ngón tay một cái, liền để cho thiên đạo giáng xuống thiên phạt, đem ngươi đánh đến hồn phi phách tán. Diệp Lương Thần trừng mắt nhìn Triệu Nhật Thiên, có chút miệng lưỡi không rõ nói. Ngươi cho rằng Triệu Nhật Thiên ta bị dọa lớn sao? Vận rủi thánh thể tính là cái gì? Bổn tọa chính là thiên hữu chi thể, được thiên đạo bảo hộ, vạn pháp bất xâm. Ngươi coi như là đem tiếng ngón tay cắt đứt, Triệu Nhật Thiên ta cũng là lông tóc không tổn hao gì. Triệu Nhật Thiên dương đắc ý cười nói. Triệu Nhật Thiên, dám ở ta Diệp Lương Thần trước mặt trang bức. Tới đây, hôm nay ta liền giúp đại ca giáo huấn ngươi. Diệp Lương Thần cầm ly rượu lắc lư đứng lên, chỉ vào Triệu Nhật Thiên nói. Ai không dám ai là cháu trai. Diệp Lương Thần, ta muốn đem ngươi đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Triệu Nhật Thiên không cam lòng hiếu thế nói. Hai người trực tiếp bắt đầu cấu xé lẫn nhau, đều là người vô cùng kiêu ngạo, giờ phút này giống như mũi nhọn cặp phải mạch mang, không ai nhường ai, giống như là công kích đánh nhau, mặt đỏ cổ thô, mắt thấy sẽ vung tay. Hai người các ngươi có thể yên tĩnh một chút hay không? Có bản lĩnh thì đi đánh một trận với thiên tử, ở chỗ này khoe khoang uy phong gì? Uống rượu của các ngươi đi thôi. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, trực tiếp đem Diệp Lương Thần cùng Triệu Nhật Thiên ấn xuống. Hai người này đều uống nhiều, miệng lưỡi không rõ mắng chửi đĩnh đạc, nhưng cũng không lâu lắm, Lăng Tiêu liền nhìn thấy hai người này bắt đầu kề vai sát cánh, thoạt nhìn so với thân huynh đệ còn muốn thân thiết, để Lăng Tiêu đều là trợn mắt há hốc mồm. Hai tên hỗn đản này, quả thật là mùi vị hợp nhau. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, dứt khoát không để ý đến bọn họ nữa. Long sư đệ, căn cứ ta lấy được tin tức, chỉ sợ hỗn độn chiến trường không bao lâu nữa sẽ mở ra. Đến lúc đó cuối cùng tạo hóa xuất thế, chư thiên vạn giới vô số thiên kiêu cường giả đều sẽ đi tranh đoạt thiên tuyển chi tử đại vị. Chúng ta tuy rằng đều xem trọng ngươi, nhưng thiên tử thủy chung vẫn là đại địch của ngươi, không thể không đề phòng. Bàn Cổ Thiên Cương trực tiếp xách một bình rượu đi tới, uống một ngụm lớn rượu, sau đó nghiêm túc nói với Lăng Tiêu, ánh mắt vô cùng sáng ngời. Giữa ta và thiên tử, cuối cùng sẽ có một trận chiến, nói vậy ngay tại hỗn độn chiến trường bên trong. Đại sư huynh yên tâm, nếu là gặp được thiên tử, ta sẽ toàn lực ứng phó. Lăng Tiêu trong con người sắc mang lóe lên, có chiến ý cường đại tràn ngập. Hôm nay cùng thiên tử một trận chiến, chỉ coi là bước đầu tiếp xúc, tuy rằng cảm giác được thiên tử cường đại, nhưng Lăng Tiêu không có chút nào sợ hãi, thậm chí chờ mong trận chiến này. Hắn tự tin không kém bất luận kẻ nào, coi như là thiên tử cũng vậy. Muốn tiến vào hỗn độn chiến trường, nhất định phải đi lấy được một phương cổ ấn, nhân tộc ấn vốn là thích hợp nhất Long sư đệ, đáng tiếc lại rơi vào ma tộc Dương Nghiệt trong tay. Bàn Cổ Thiên Cương có chút tiếc nuối nói. Chưa chắc. Đại sư huynh yên tâm, rất nhanh nhân tộc ấn sẽ tới. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, cũng không có giấu giếm đám người Bàn Cổ Thiên Cương. Tất cả mọi người đang ngồi đều là huynh đệ bằng hữu cùng Lăng Tiêu đồng cam khổ, cùng hoạn nạn, đều đáng giá Lăng Tiêu tin cậy, cho nên hắn cũng không có giấu giếm mọi người. Bất quá hắc ám Lăng Tiêu tồn tại, hắn lại không có nói. Ta liền đoán được nhân tộc ấn mất tích khẳng định cùng ngươi có quan hệ, thật không ngờ thật đúng là như thế. Ánh mắt Bàn Cổ Thiên Cương sáng lên, lập tức phá lên cười. Có nhân tộc ấn, thiên tuyển chi tử nhất định thuộc về Lăng Tiêu. Lão Sơn Dương cũng là mặt mày hớn hở nói, thập phần hưng phấn. Hắn vừa nghĩ tới vừa rồi thiên tử vội vàng hoàng rời đi, mà nhân tộc ấn lại bất chi bất giác rơi vào Lăng Tiêu trong tay, Lão Sơn Dương giống như là nhân sâm qua đồng dạng, cả người thư sướng. Hết chương 2250 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.